Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1125, Chiến sự 1. Nhắm mắt lại đánh. Diệp Vấn Thiên, vệ giang đồng thời ngẩn ngơ. Đây là chiêu số gì? Chẳng lẽ là bí pháp nào đó hay sao? Đúng. Hắn nhắm mắt, vẻ mặt khó xử, dường như luận võ cùng mọi người là chuyện quá mức đơn giản, rất là không tình nguyện, sau đó. Vừa ra tay, chín hợp linh cảnh, toàn bộ đã nằm trên mặt đất hộ vệ nói cảnh tượng mà mình vừa mới nhìn thấy, một năm rõ mười nói ra. Diệp Phấn Thiên, vệ giang nhìn nhau. Còn có loại thao tác này hay sao? Chọc thanh cảnh đỉnh phong, nhắm mắt đánh ngã chín vị hợp linh cảnh, không nói tới việc vẻ mặt nhẹ nhõm. Lại còn bởi vì đối phương quá yếu mà cảm thấy khó xử. Mẹ nó, đây không phải là đang kể chuyện cười đó chứ. Thật sự, khuôn mặt hộ vệ này đỏ lên, hắn biết chuyện mình nói ra nhất định sẽ không có người nào nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thực chính là sự thực. Vượt cấp khiêu chiến, không có bất kỳ áp lực gì, chẳng lẽ? Vệ giang con người co rụt lại. Vệ sư nghĩ tới điều gì vậy? Diệp Vấn Thiên không nhịn được nói. Bệ hạ có từng nghe nói qua chiến sư hay không? Trần chờ một chút, vệ giang chậm rãi nói. Ý người nói, ty chiến chiến sư bên trong danh sư hay sao? Diệp Vấn Thiên sững sờ không sai audio điện tử võ tấn bền vệ giang khẽ gật đầu danh sư mặc dù được coi là vô địch cùng cấp bậc thế nhưng chức trách chủ yếu nhất chính là dạy đọc sách làm người dạy dỗ ra vô số cường giả khiến cho nhân tộc càng ngày càng cường đại nhưng mà nếu muốn chiến đấu cùng dị linh tộc bảo hộ nhân loại không có sức chiến đấu mạnh nhất và công kích cường hãn nhất lại là chuyện không thể nào cho nên vì vậy chiến sư mới sinh ra Chiến sư là ti chiến danh sư, nói cho kỹ thì cũng có khác biệt với danh sư. Danh sư bình thường, mỗi khi tăng lên một cấp bậc đều cần chức nghiệp phụ trợ tăng lên theo. Mà bọn hắn không cần, chỉ cần thông qua khảo hạch sức chiến đấu là có thể tấn cấp lên cấp bậc cao hơn. Đương nhiên, loại khảo hạch sức chiến đấu này cũng rất khó. Một vạn danh sư cũng chưa hẳn đã có thể thông qua được một người, hơn nữa trên cơ bản đều là thể chất đặc thù, hoặc là huyết mạch đặc thù vừa ra đời đã nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến. Thầy Trương này, bằng vào chọc thanh cảnh đã có thể chiến thắng chín hợp linh cảnh, sẽ không phải là nắm giữ thiên phú chiến sư đó chứ. Hai mắt vệ giang tỏa sáng. Nếu như nói danh sư vạn người không có được một, như vậy chiến sư thì là tồn tại ngàn dặm mới tìm được một bên trong danh sư. Mỗi một người đều chân chính vô địch trong cùng cấp bậc, thậm chí còn có thể vượt cấp chiến đấu, Hồng Viễn danh sư học viện thành lập mấy ngàn năm qua, cho đến bây giờ số lượng chiến sư tuyển chọn ra cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như, ở trong huyến vũ đế quốc xuất hiện một vị, toàn bộ đế quốc sẽ bởi vì hắn mà lên như diều gặp gió. Nếu nói như vậy, quả thực, đúng là có khả năng. Diệp vấn thiên sững sờ, con mắt cũng trợn tròn. Đi qua nhìn một chút, bất kể có phải hay không thì đối với huyến vũ đế quốc chúng ta cũng chỉ có thể là chuyện tốt mà thôi vệ giang đứng dậy, vội vã đi đến cung điện của thái tử. Diệp Vấn Thiên cũng đi theo phía sau. Phun ra một ngụm chọc khí, Trương Huyền vỗ tay một cái, không nhịn được lắc đầu. Chín vị danh sư của phong nguyên, tiềm phong, trục nguyệt ba đại đế quốc, lúc này tất cả đều nằm ở trên mặt đất, không ngừng rên gì. Kỳ thật không cần thư viện, bằng vào thực lực bản thân của hắn thì chín người liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có điều, có chỗ thiếu sót có thể mượn dùng, đương nhiên hắn sẽ không keo kiệt các ngươi đã thua không tiếp tục để ý tới mọi người đang bị thương trương huyền ngẩng đầu nhìn về phía đám người la chiêu hiện tại tất cả năm cái chỉ nhãn đều thuộc về hồng phong đế quốc chúng ta thân thể run rẩy một cái la chiêu phùng vũ trần việt đều cảm giác mình sắp phát điên rồi đây chính là người trong ba hạng đầu của bọn hắn a vì trợ giúp bọn họ tấn cấp mà ba người bọn hắn còn chuyên môn mua sắm hợp linh đan Kết quả, 9 người liên thủ lại, ngay cả một tiểu tử chọc thanh cảnh cũng không đánh lại được. Tỷ thí nắm vững thắng lợi, thế nhưng ngay cả quần áo của người ta cũng không có chạm vào được một điểm. Ba đại chư hầu liên thủ, vốn nghĩ có thể ép cho Hồng Phong đế quốc ăn thiệt thòi lớn, cuối cùng, bọn hắn ngay cả một cái chỉ nhãn cũng không có được. Đây rốt cuộc là sao chứ? Càng nghĩ ba người càng cảm thấy buồn bực. Sớm biết như vậy thì bọn hắn sẽ không đi tìm phiền toái, không đi uổng phí tâm cơ làm những chuyện này chỉ bằng vào phân phối một nước chưa hầu ít nhất cũng có một cái chỉ nhãn a không nói tới việc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hiện tại từ trên xuống dưới từ già đến trẻ đều bị người ta đánh cho một trận mặt mũi bầm dập đã hoàn toàn biến dạng lúc trở về biết ăn nói làm sao với những người khác đây khổ khổ thầy trương đám người thầy la cũng không có ý làm khó chỉ là vì muốn tranh thủ thêm một chút danh ngạch cho hậu bối của mình mà thôi. Lại nói, hóa thanh chỉ 10 năm mở một lần, cũng có lợi cho huyễn vũ đế đô và các nước chư hầu khác đoàn kết lại. Người xem, có thể đưa ra hai cái chỉ nhãn hay không? Như vậy cũng tiện để cho bọn hắn có cái để ăn nói với bề trên. Sắc mặt diệp tiền như ăn phải quả đu đủ, nhẫn nhịn không biết bao lâu rồi mới nói được một câu. Hắn chuyên môn chạy tới đây để phân phối danh ngạch, Kết quả lại khiến cho ba nước chư hầu thất bại tan tác mà quay trở về. Ngay cả một danh ngạch cũng không chiếm được, thực sự không thể nào nói được nổi A. À. Ngay cả chỗ phụ vương, vệ đường chủ cũng không có cách nào bàn giao được. Nhưng, người ta tỉ thí công bằng, trước khi tỉ thí không nói gì, hiện tại kết thúc mình lại lên tiếng. Còn mở miệng ra để thuyết phục đối phương, chuyện này làm cho hắn xấu hổ đến cực điểm. Cho hai cái sao, cũng tốt, ta sẽ để lại hai cái. Danh sư của đế đô cùng hưởng với bọn hắn. Ba người Hồng Phong đế quốc chúng ta muốn ba cái chỉ nhãn. Biết nếu thật sự cầm đi toàn bộ chỉ nhãn thì vị thái tử này cũng không dễ ăn nói, cho nên Trương Huyền mới gật đầu đồng ý. Ba thứ hạng đầu như bọn hắn có ba cái chỉ nhãn đã đủ rồi, có nhiều thì cũng là lãng phí, quả thực không cần thiết phải giữ quá nhiều. Đa tạ. Không nghĩ tới đối phương lại dễ nói chuyện như vậy, Diệp Tiền khẽ gật đầu, lại vẫy tay một cái. Đi lấy món Kim Lân giáp kia tới cho ta. Vâng. Một tên hộ vệ xoay người đi ra ngoài, không lâu sau đã mang một bộ khôi giáp tới. Đây là khôi giáp linh cấp trung phẩm đỉnh phong, do gia thú của Bạo Tuyết Kim Lân thú hóa phàm lục trọng chế tạo mà thành, ta và thầy Trương mới quen đã thân. Như vậy coi như đưa cho ngươi làm lễ vật. Vẫy tay một cái, hộ vệ lập tức đưa khôi giáp tới. Chương 1126, Chiến sư 2. Cái này làm sao ta dám nhận chứ? Trương Huyền sướng sờ, không cần phải khách khí. Diệp Tiền xua tay nói, nếu như ngươi không muốn thì ta mới là người cảm thấy ngại a. À. Đa tả thái tử, biết rõ đối phương bởi vì hai cái chỉ nhãn mà bồi thường cho mình, nếu như từ chối thì đối phương lại không tiện, lúc này hắn mới gật gật đầu thu vào giới chỉ chữ vật. Thầy Trương, người nguyện ý phân ra chỉ nhãn, chuyện này làm chúng ta vô cùng cảm kích. Ở đây có hai viên hợp linh đan, ta nguyện ý dùng làm thù lao để tặng, mong rằng thầy Trương vui vẻ nhận lấy. La Chiêu cũng đi tới, đưa đến một cái bình ngọc. Thái tử đã tỏ thái độ như vậy, bọn hắn lấy được ân huệ mà lại không biết tốt xấu, như vậy bọn hắn cũng không cần sống nữa. Ba đại chư hầu tổng cộng mua được 11 viên hợp linh đan, sau khi cho mọi người dùng để tăng tu vi lên vẫn còn thừa lại hai viên. Ừm, tiếp nhận đan dược, Trương Huyền tiện tay ném vào bên trong. Có chơi có chịu, thua chính là thua coi như đối phương không tình nguyện thì cũng không thể làm gì khác hơn được đưa cho bọn họ hai cái chỉ nhãn có thể nói là ân huệ rất lớn hắn thu hai viên hợp linh đan làm thù lao thì cũng không tính là gì lại nói thu đồ vật đồng nghĩa với việc đã thanh toán ân oán xong đối phương cũng không cần phải nợ nhân tình nhất cử lưỡng tiện chỉ nhãn và danh ngạch đã phân phối hết tiệc tối chính thức bắt đầu hy vọng mọi người có thể ăn thỏa thích chơi vui vẻ Diệp Tiền vung tay lên, lập tức có không ít cung nữ dáng người uyển chuyển bưng lên vô số mỹ thực. Vị thái tử điện hạ này quả thực rất thích hưởng thụ, mỹ thực ở trên khay, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ, ăn một bữa sẽ có rất nhiều phú hào có thể táng ra bại sản. La Tuyền, Tất Giang Hải, hai viên hợp linh đan này mỗi người các người một viên, sau đêm nay trở về lập tức dùng đi. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền mang hai viên hợp linh đan mà vừa rồi đám người thầy la cho đưa ra cho hai người thứ này mặc dù có thể khiến cho cho cường giả hợp linh cảnh vô điều kiện tấn thăng lên một cấp độ nhỏ thế nhưng đối với hắn hiệu quả lại không lớn chỉ cần tìm kiếm được đầy đủ công pháp thiên đạo hợp linh cảnh như vậy chuyện đột phá đối với hắn không có khác nhau quá nhiều so với chuyện uống nước nếu để cho bản thân dùng thì cũng là lãng phí cho chúng ta la tuyền tất giang hải đồng thời sững sờ đan dược này chân quý thế nào cũng không phải bọn hắn không biết ngay cả một viên đối phương cũng không cần trực tiếp đưa cho hai người cái này ừm nhanh tăng thực lực lên đi sau khi đi vào hóa thanh trì cũng không thể lãng phí danh ngạch mà ta vất vả lắm mới tranh thủ cho các ngươi a à. trương huyền thản nhiên nói đa tạ thầy trương hốc mắt đỏ lên hai người đồng loạt khom người ba thứ hạng đầu khác vì đề phòng cạnh tranh cho nên đều thi triển thủ đoạn của riêng mình mà thầy trương rất là khiêm tốn thẳng thắn đối xử với mọi người khiến cho người ta từ sâu trong lòng sinh ra sự cảm kích trước đó la tuyền tất giang hải còn muốn sau khi đi vào danh sư học viện để phân cao thấp thế nhưng bây giờ mới biết không chỉ hiểu biết về tu vi mà ngay cả lòng dạ tâm cảnh bọn họ cũng kém hơn đối phương rất nhiều hoàn toàn không có khả năng so sánh nếu như suy nghĩ của hai người để cho đám người thầy la ở phía đối diện biết được nhất định bọn họ sẽ khóc ra thành tiếng liền cái này hai hàng còn rất mực khiêm tốn thẳng thắn đối xử mọi người. Thẳng thắn cái em gái người a hát, người không thấy chúng ta bị chỉnh thảm cỡ nào hay sao? Lấy được danh ngạch và chỉ nhãn vốn thuộc về mình, còn phải cam tâm tình nguyện, trong lòng rất là cảm kích. Người có thể vô sỉ hèn hạ như thế chỉ sợ cũng chỉ có người này mà thôi. Ngoài phủ đệ của thái tử, bệ hạ, thầy vệ, nhìn thấy hai bóng người ở trước mắt, hộ vệ giật nảy mình. Ta đi bẩm báo điện hạ để hắn đích thân ra nghênh tiếp. Hai người rất có địa vị ở huyễn vũ đế quốc, muốn như thế rồi mà lại còn đồng thời tới đây, đổi lại là ai cũng sẽ hoảng sợ không dứt. Không cần, người cứ tiếp tục trông coi, ta và thầy vệ sẽ tự đi vào xem. Diệp vấn thiên khoát tay chặn lại, cùng với vệ giang nhanh chân đi vào bên trong. Nếu như, thầy trương kia thật nắm giữ thiên phú chiến sư thì phải làm sao bây giờ? Đi vào sân nhỏ, vừa đi Diệp vấn thiên ở bên cạnh không nhịn được hỏi một câu còn có thể làm sao cơ chứ? Lập tức bẩm báo cho danh sư học viện, chuyên môn bồi dưỡng. Người tài giỏi như thế, trình độ quan trọng đối với danh sư đường, không cần ta nói thì ngươi cũng hẳn phải biết. Vệ Giang dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừm, Diệp Vấn Thiên gật đầu. Mặc dù hắn không phải là danh sư, thế nhưng thân là chủ một nước, đối với chuyện chiến sư vẫn biết một chút. Được gọi là chiến đấu chi vương bên trong danh sư, một khi được xác nhận, Coi như là địa vị của viện trưởng Hồng Viễn danh sư học viện chưa hẳn đã có thể hơn người này. Chỉ là, chiến sư cũng cần phải tuyển chọn, cùng một loạt thủ đoạn khác. Chúng ta cứ đi qua như thế, phải xác nhận như thế nào cơ chứ? Diệp vấn thiên nhíu mày. Chiến sư cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt để xác nhận, dấp táp phiền phức, không phải dễ dàng là có thể hoàn thành như vậy. Cái này, trước tiên cứ gặp mặt rồi lại nói. Vệ giang trần chờ một chút đang muốn nói tiếp thì đã nghe đến tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Hai người bọn họ lập tức nhìn thấy ba bóng người đang ở cách đó không xa đi tới. Khi nhìn thấy rõ bộ dáng của ba người, Diệp Vấn Thiên vội vàng tiến về phía trước một bước. Diệp Vấn Thiên bái kiến lục công chúa Điện Hạ, cô Lạc, thầy hình cũng có mặt sao. Mấy người này không phải là ai khác, chính là lục công chúa Ngọc Phi Nhi, Lạc Thất Thất và Hình Viễn đã thay quần áo xong, tới đây tham gia yến hội hóa ra là vấn thiên bệ hạ, ta vừa vặn có việc muốn hỏi ngươi. Nhìn thấy người tới là hắn, phi nhi công chúa nhướng mày lên. Rốt cuộc ngươi quản lý huyến vũ đế quốc này thế nào vậy? Nếu như không muốn làm thì ngươi có thể nói một tiếng. Trường 1127, trường lão sư người khỏe chứ? Một, ta, Diệp Vấn Thiên giật nảy mình, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Mặc dù hắn là hoàng đế bệ hạ của huyễn vũ đế quốc, chủ của một nước, thế nhưng ở trước mặt đối phương hắn vẫn không dám nói nhảm. Huyễn Vũ đế quốc chỉ là đế quốc nhất đẳng phụ thuộc Hồng Viễn đế quốc. Nếu như đối phương nguyện ý, chuyện muốn đổi hắn cũng dễ như trở bàn tay, coi như là vệ giang cũng không nói được cái gì. Không biết vì sao công chúa lại tức giận chứ, vấn thiên tự biết tư chất không tốt, nhưng cũng cẩn trọng. Nếu như có điểm nào khiến cho công chúa cảm thấy có sai sót, như vậy nhất định tại hạ sẽ cố gắng đi đổi, không cô phụ sự tín nhiệm của hồng viễn đế quốc đối với ta diệp phấn thiên vội nói sáng hôm nay hắn gặp vị công chúa này còn rất tốt làm sao trong chớp mắt đối phương lại quát hắn như vậy chứ Hừ, trong đế đô đều có điêu dân nhớ tới tên thanh niên hèn mọn kia phi nhi công chúa lập tức nghiến răng nghiến lợi đường đường là công chúa thế mà đánh cược thua lại còn làm tì nữ cho người ta thực sự quá mất mặt điêu dân diệp phấn thiên sững sờ hắn còn tưởng rằng là hắn làm chuyện gì, chọc cho đối phương không hài lòng, điêu dân. Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì mà điêu dân, có thể khiến cho đường đường là một vị công chúa nổi giận như thế cơ chứ? Không sai, là một thanh niên 20 tuổi, vẻ mặt hèn mọn, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì. Hắn từng xuất hiện qua ở trong kỳ chân lâu. Phi nhi công chúa nói, kỳ chân lâu, được, hiện tại ta sẽ phái người đi thăm dò, biết lửa giận của đối phương không phải là bởi vì hắn quản lý quốc gia không tốt, Diệp Vấn Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại vội vàng ôm quyền. Sau khi tìm tới về sau, ta sẽ bắt tới để công chúa xử trí. Ai muốn xử trí hắn? Phi Nhi công chúa rậm chân một cái. Ta bảo ngươi bắt sao? Ta! Đầu Diệp Vấn Thiên như phình to, không biết mình nên trả lời như thế nào. Hắn đã sớm nghe nói Ngọc Nhi công chúa này tính cách cổ quái, hỉ nộ vô thường, không nghĩ tới. Lại là thật, hắn thân là quốc quân của huyến vũ đế quốc, là cường giả hóa phàm bát trọng đỉnh phong, bị quát lớn ở trước mặt, bị mắng giống như cháu trai cũng khiến cho hắn có cảm giác như hôn mê. Chỉ là, cho hắn 10 cái lá gan thì hắn cũng không dám phản kháng. Không nói tới thân phận lục công chúa hồng viễn đế quốc của đối phương, chỉ nói ở trong danh sư học viện đối phương đã được viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền. Chỉ riêng chuyện này cũng khiến cho vô số người không dám đắc tội. Cái gì mà ngươi với ta, đường đường là chủ một nước, trong đế đô có người nào cũng không biết, quả thực không làm tròn bổn phận. Hất bàn tay như ngọc trắng lên, phi nhi công chúa hử lạnh. Diệp Vấn Thiên có cảm giác như ăn phải mướp đắng. Toàn bộ huyễn vũ đế đô trải rộng mấy trăm cây số, nhân khẩu vượt qua hơn một trăm triệu. Coi như ta có lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng người người đều biết ha hát. Được rồi. Thấy tình cảnh trở nên xấu hổ, lạc thất thất cười cười, đi lên phía trước một bước. Vấn thiên bệ hạ, tính cách phi nhi là vậy, người cũng không cần để ở trong lòng. Kỳ thật không có chuyện gì, người không cần phải để ý đến đâu. Nói xong nàng nhìn về phía nữ tử bên người, truyền âm qua nói. Không phải người bảo diệp tiền hỗ trợ cha xét hay sao? Chờ hắn điều tra ra, ta sẽ giúp người hả giận, giúp người thắng lại đối phương. Phi Nhi công chúa này mặc dù tuổi tác đã không nhỏ, thế nhưng tính cách vẫn như một đứa nhỏ, khiến cho cho người ta vừa tức vừa buồn cười. Đánh cược thua, biến thành tỷ nữ của người khác cũng không phải là chuyện vinh quang gì, người chạy tới nhục mạ, mắng diệp vấn thiên bệ hạ người ta làm cái gì cơ chứ. Một khi điều tra ra, người bảo hắn nên nói hay là không nên nói đây. Được rồi, nghe thấy hứa hẹn của bạn tốt, lúc này Phi Nhi công chúa mới dễ chịu hơn một chút, không tiếp tục để ý tới vị hoàng đế bệ hạ này nữa mà ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Đi thôi, đi tham gia yến hội. Ừm, là thất thất, hình viễn đi theo nàng, mà Diệp Vấn Thiên, vệ giang nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, cũng đi theo phía sau. Vị lục công chúa này nổi danh là tính tình cổ quái. May mà nhi tử Diệp tiền của hắn không theo đuổi, nếu không, nhất định sẽ chết rất thê thảm, không nói đâu xa. Không phải ngay cả hình viễn mỗi ngày đều theo đuổi nàng, nhiều năm như vậy mà cũng không có thu được vẻ mặt tốt của nàng sao bên này đi đến yến hội bên kia hộ vệ thủ vệ đã đi vào trong vội vã đến đại sảnh nói một câu bên tai của diệp tiền phụ hoàng và thầy vệ đều tới còn có lục công chúa làm sao bọn họ lại cùng nhau tới đây được cơ chứ diệp tiền sững sờ vội vàng đứng lên nhìn quanh một vòng rồi nói chư vị đám người lục công chúa và phụ vương ta thầy vệ sắp tới đây ta cảm thấy chúng ta nên đứng dậy nghênh đón A. À. Lục công chúa tới. Không nghĩ tới thầy vệ và bệ hạ cũng tới, nhanh lên. Nghe thấy lục công chúa hồng viễn đế quốc và thầy vệ sắp tới, tất cả mọi người đều ngừng lại, đồng loạt đứng dậy. Trương Huyền cũng giống như mọi người, đứng dậy nhìn ra ngoài, quả nhiên đã thấy có mấy người đi tới. Đi đầu là một nữ tử, một thân mặc váy dài màu tím, thân thể thướt tha được phát họa một cách hoàn mỹ phối hợp với da thịt bóng loáng khiến cho nàng trở nên xinh đẹp không nói thành lời. đây chính là lục công chúa sao? thật xinh đẹp a à hát. ta cảm giác như đã yêu nàng. làm sao bây giờ? yêu nàng? ngươi không nhìn bản thân một chút sao? mặt xương phù giống như đầu heo. lục công chúa nhìn thấy ngươi không nôn đã tốt lắm rồi. còn nói ta, ngươi không tốt hơn a? À? cái mũi giống như gấu chó vậy, đều là màu đen. nhìn thấy nữ tử đi đầu hai mắt tất cả danh sư trong phòng đều tỏa sáng. Vị lục công chúa này giống như là tiên nữ từ trong tranh vẽ đi ra, khiến cho vô số người trẻ tuổi, kích động không thôi. Chỉ là, tất cả người trẻ tuổi ở đây, ngoại trừ thái tử và một số ít như mấy người la tuyển ra. Tất cả đều bị Trương Huyền đánh cho giống như đầu heo, một đám sưng mặt sưng mũi. Mỗi người đều đứng lên, hai mắt tỏa sáng, khiến cho người có cảm giác không phải là thưởng thức cái đẹp, mà là đang hoảng sợ. Lục Tiểu Thư, Lục Công Chúa. Trương Huyền cũng là sướng sờ. Trương 1128, Trương Lão Sư Người Khỏe Chứ. Hai, vốn hắn còn tưởng rằng Lục Công Chúa sẽ là ai, không nghĩ tới lại là Lục Tiểu Thư mà hắn đã gặp ở kỳ chân lâu. Khó trách có thể một lần xuất ra hơn mấy trăm viên linh thạch trung phẩm. Bên này khiếp sợ, khi đám người Lục Công Chúa tiến vào trong phòng, nhìn thấy mọi người trước mắt đều bị thương, vẻ mặt sưng đỏ. Tất cả cũng đều không hiểu ra sao. Không phải yến hội danh sư đều là cao nhã, đoan trang, tràn ngập khí chất, phong độ hay sao? Làm sao mỗi người lại giống như mới từ lò sát sinh chạy ra vậy chứ? Vẻ mặt sưng đỏ, con mắt cụp xuống, còn có mấy cánh tay còn treo ở trước ngực. Đây là tình huống gì chứ? Ngay cả tất cả danh sư ngũ tinh trấn giữ cũng đều giống như đầu heo vậy. Lục tiểu thư, là hắn đang nghi hoặc thì bên tai Phi Nhi công chúa đã truyền đến thanh âm của hình viễn. Nàng nhướng mày, thuận theo tay của đối phương nhìn lại, nàng lập tức lảo đảo một cái. Gia hỏa chỉ gặp một lần ở kỳ chân lâu đã khiến cho nàng tức giận đến gần chết, không ngờ cũng có mặt. Hơn nữa trong tay còn bưng chén rượu, tinh thần sảng khoái, thoạt nhìn hài lòng không nói nên lời. Thất thất, chính là gia hỏa này. Răng ngà cắn tới mức, ken két, phi nhi công chúa quay đầu nói cho bạn tốt của nàng, chỉ có điều vừa xoay qua hai mắt nàng không nhịn được trợn tròn lúc này nàng thấy hảo hữu luôn luôn lạnh lùng sóng nước không sinh của nàng lại kích động tới mức hai mắt tỏa sáng giống như đang nhìn thấy một bảo tàng cực lớn vậy phi nhi công chúa sững sờ chẳng lẽ hảo hữu này của mình lại có đam mê đặc thù ưa thích nam nhân bị đánh thành đầu heo như vậy hay sao là hắn đang nghi hoặc thì đã thấy là thất thất chỉ về phía người thanh niên này cái này thất thất hắn là cừu nhân của ta, ngươi, không cần phải kích động đến mức như vậy chứ. Sau khi biết rõ đối phương không phải là bởi vì những người kia mà kích động, Phi Nhi công chúa càng thêm im lặng. Là tên này ép ta trở thành tỳ nữ của hắn, coi như có tức giận, kích động thì cũng nên là ta mới đúng, người kích động làm cái gì a? À? Trong lúc nàng rất nghi hoặc, đang muốn nói chuyện thì lại thấy hảo hữu của mình nhanh chóng đi về phía tên ghê tởm kia. Thất thất, coi như muốn thay ta giáo huấn thì cũng phải chú ý. Phi Nhi công chúa thiếu chút nữa đã bị dọa ngất tại chỗ. Thất thất luôn luôn rất trầm ổn a à hát, đầu tiên là kích động, hiện tại sao lại lỗ mãng như thế cơ chứ? Ở nơi này có nhiều danh sư như vậy, nhiều người như vậy, không nói hai lời đã trực tiếp đi qua giáo huấn. Như vậy chẳng phải chuyện ta là nô tỳ của người ta sẽ lập tức bị bộc lộ ra ngoài sáng hay sao? đưa tay muốn ngăn cản thì chỉ thấy hảo hữu nàng đã đi tới trước mặt tên đáng ghét kia, sau đó ôm quyền không người, vẻ mặt cung kính nói. Đồ nhi thất thất, bái kiến trương lão sư. Sao? Lời muốn nói của phi nhi công chúa nuốt vào trong miệng, con mắt trừng lớn. Tình huống gì vậy chứ? Không phải ngươi muốn giáo huấn hắn thay ta hay sao? Đồ nhi, trương lão sư. Chẳng lẽ, gia hỏa chán ghét này chính là người trước đó ngươi đã nói? là thanh niên tài tuấn, học thức uyên bác, khiến cho người kính ngưỡng kia hay sao? Không phải hắn là kẻ vô sỉ hay sao? Làm sao đến trong miệng ngươi lại trở nên cao thượng như vậy chứ? Có cần chơi người như thế không? Ra mặt co giật lại, Phi Nhi công chúa thiếu chút đã khóc lớn. Nàng còn nghĩ để cho hảo hữu của nàng gặp phải tên kia rồi giáo huấn đối phương một lần, làm cho hắn biết trời cao đất rộng. Ai ngờ, mới gặp mặt, ngay cả nói còn chưa có nói thì đã làm phản rồi mà làm phản như vậy cũng quá không có tiết tháo quá nhanh a à. nàng trợn mắt những người khác càng trực tiếp hóa đá người đi cùng lục công chúa vị kia hẳn là lạc thất thất lạc sư a mỹ nữ nổi danh băng sơn của danh sư học viện thiên tài lạnh lùng lại là học sinh của trương sư chuyện gì xảy ra vậy chứ tên tuổi của lạc thất thất đám người la chiều tới sớm cho nên đã sớm biết người rất xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng không tình nguyện giao lưu với người khác. Hiện tại vẻ mặt lại rất hưng phấn, trực tiếp quỳ gối với một người tuổi tác nhỏ hơn nàng, còn gọi một tiếng lão sư. Muốn cần phải khoa trương như vậy hay không? Ngô Trấn và hình viễn ở bên cạnh, khóe miệng càng giật giật một cái. Nếu nói quen thuộc, hai người bọn họ còn biết rất nhiều về là thất thất so với những người khác. Thiên tài nổi danh nhất trong đan viện của Hồng Viễn danh sư học viện, tu vi cũng cao hơn nhiều so với bọn hắn. Bài danh trước mấy trong năm thứ hai, danh khí ở học viện so với Lục Công Chúa cũng còn lớn hơn nhiều. Một nhân vật kiêu ngạo như là Phượng Hoàng lại nhận Trương Sư làm sư phụ. Ai có thể nói cho ta biết là ta nhìn lầm hay là giả đây? À, là ngươi sao, Tiểu Thất, làm sao ngươi lại có mặt ở đây? Nhìn thấy Tiểu Thất, Trương Huyền cũng sững sờ. Không phải nhà đầu này đang ở luyện đan sư công hội hay sao? Nghi hoặc một chút, hắn lập tức giật mình cũng đúng a à, danh sư, từ hồng viễn đế quốc tới. Chỉ sợ chính là người cùng đi với ngô chấn, lục công chúa, chính là mấy người này đoạt danh ngạch thuộc về bọn hắn, cho nên mới khiến cho hắn khổ cực như vậy. Tiểu thất, len keng, chén rượu trong tay ngô chấn lập tức rơi xuống mặt đất. Hai chân hình viễn và lục công chúa cũng đồng thời mềm nhũn thiếu chút đã ngã xuống. Ta và bạn bè cùng đi tới đây, lão sư, đây là bằng hữu của ta, lục công chúa hồng viễn đế quốc, Ngọc Phi Nhi. Lạc Thất thất gật gật đầu, vội vàng giới thiệu hảo hữu bản thân cho cho lão sư biết. Ừm, đã gặp qua. Trương Huyền khẽ gật đầu. A, à, hóa ra ngươi gọi là Ngọc Phi Nhi, ngây ngốc ở đó làm gì, còn không qua đây rót rượu. Trương sư, vị này là Lục công chúa điện hạ. Diệp Tiền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã sắp xuống. Hai mắt Diệp Vấn Thiên cũng tối sầm lại ngay cả hắn đối mặt với lục công chúa cũng bị dọa đến mức nơm nấp lo sợ. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, một danh sư tứ tinh như ngươi, đắc ý cái giam a hát. Trường 1129, cấm môn 1. Ngươi, phi nhi công chúa thiếu chút nữa đã phun máu tươi ra ngoài. Rót rượu, rót cái em gái ngươi a hát. Không phải ta đã mua 10 ngày hay sao? Bây giờ không phải là tỷ nữ của ngươi được không? Ta biết. Trương Huyền gật gật đầu, trước đó chúng ta đã quen biết mà lại là bạn bè đúng không lục công chúa đúng vậy con mắt chừng tới hận không thể bóp tên này chết tươi hàm răng ngà của ngọc phi nhi cắn chặt môi rồi lên tiếng nói không cũng không được đối phương nói là bạn đã giữ thể diện cho nàng rồi nếu không nói thẳng thành tì nữ khi đó nàng cũng không cần sống nữa ta sẽ rót rượu cho ngươi dậm chân một cái ngọc phi nhi đi tới phía trước lại cầm chén rượu lên rót một chén đầy tràn vừa rót trong lòng lại thầm mắng hận không thể rút gân lột xương người trước mắt này chỉ là nàng cũng biết đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi nàng đánh cược thua đối phương đã cầm huy chương danh sư của nàng coi như muốn phản kháng thì cũng không phản kháng được a à hát được rồi thấy vẻ mặt của nữ nhân này không tình nguyện trương huyền khẽ lắc đầu khi đánh cược lại còn muốn để cho hắn quỳ xuống công chúa kiểu gì cơ chứ cũng nên thu thập một chút Lão sư, Phi Nhi là bạn tốt của con, người xem. Thấy sắc mặt của Hảo Hữu trở nên xanh lét, Lạc Thất Thất có chút giở khóc giở cười. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, tên vô lại mà Hảo Hữu mình luôn mồm nói muốn bóp chết kia lại là lão sư luyện đan của bản thân mình. Hai người đều rất quan trọng với nàng, cho nên nàng muốn nhìn xem có thể làm dịu một chút mâu thuẫn hay không. Bằng hữu của ngươi, vậy thì tốt, miễn cho nàng 10 ngày. Trương Huyền gật đầu nói vốn cho rằng bằng hiếu mình đã cầu xin thì đối phương sẽ không so đo chuyện tỷ nữ nữa, thế nhưng không nghĩ tới lại chỉ miễn đi 10 ngày, Phi Nhi công chúa tức giận tới mức sắc mặt đỏ lên. Thất thất, không cần cầu xin, không phải là linh thạch thôi sao? Cũng không phải là ta không có. Có là tốt rồi, vừa vặn cũng tiết kiệm cho ta. Như vậy cũng không cần miễn 10 ngày này nữa. Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền nói. 700 linh thạch trung phẩm A-Hát. AH nếu có thể tiết kiệm thì nhất định hắn sẽ tiết kiệm. Ngươi, khuôn mặt phi nhi công chúa xanh một hồi, lúc thì trắng, tức giận đến mức thiếu chút đã phun ra một ngụm máu tươi. Lão sư chỉ đùa ngươi giỡn mà thôi, đừng nóng giận. Thấy hảo hữu sắp bộc phát, lạc thất thất không nhịn được lắc đầu nói. Đúng rồi, không phải ngươi còn muốn học luyện đan với trương lão sư hay sao? Hiện tại người đang ở đây. Hừ, về sau coi như ta học heo thì cũng sẽ không học cùng hắn. Phi Nhi công chúa cắn răng. Được rồi. Biết giữa hảo hữu mình cùng mới vị trương lão sư mà mình vừa biết đã có mâu thuẫn không nhỏ, lạc thất thất chỉ đành suy nghĩ biện pháp để sau này hòa giải mà thôi. Mọi người đã tới đủ, yến hội tiếp tục. Chỉ là, có Diệp Vấn Thiên Bệ Hạ và vệ sư ở đây, lại có lục công chúa bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc làm cho bầu không khí rõ ràng đã trở nên ngưng trọng hơn không ít, không còn vẻ vui vẻ như trước đó nữa. Chờ đợi một hồi, đám người la chiêu đã không đợi được lập tức đứng dậy cáo từ đám danh sư như bọn hắn mỗi một người đều giống như đầu heo nhất định phải mau đi về chữa thương nếu không coi như có hai danh ngạch thì cũng không có tác dụng gì cả diệp tiền điện hạ chúng ta cũng cáo từ thấy bọn họ rời khỏi hồng sư cũng ôm quyền đứng dậy nói trương sư xin dừng bước mới vừa đi vài bước thì vệ giang đã tiến lên đón vệ sư vừa rồi ở trong yến hội thái tử diệp tiền cũng đã giới thiệu cho nên hắn biết vị này chính là đường chủ danh sư đường trong nguyễn vũ đế quốc là danh sư ngô tinh đỉnh phong trương huyền không dám làm lớn vẻ mặt nghiêm túc ôm quyền với đối phương trương sư liệu có thể dừng một bước nói chuyện hay không vệ giang cười cười đây là vinh hạnh của ta không nghĩ tới đối phương lại muốn nói chuyện với mình trương huyền mỉm cười nói để cho đám người hồng sư quay về chỗ ở trước Trương Huyền đi theo phía sau vệ sư, đi tới một gian phòng. Xin hỏi, có phải Trương Sư là chiến sư hay không? Bố trí cấm chế ở chung quanh, làm cho không có người nào có thể nghe lén được, sau đó vệ giang mới nhìn lại. Chiến sư, đó là cái gì? Trương Huyền không hiểu ra sao. Chiến sư liên quan tới cơ mật của danh sư cấp bậc cao hơn, hắn đã nhìn qua thư tịch. Thế nhưng căn bản không có ghi chép qua, vì vậy cũng không quá rõ ràng. Ây, chính là ti chiến danh sư. Giải thích chuyện chiến sư một lần, vệ giang vừa giải thích lại ở bên cạnh quan sát kỹ hắn. Phát hiện đối phương không giống như giả vờ, thật sự không biết cho nên trong lòng hắn rất là nghi hoặc. Không phải chiến sư thì làm sao có thể có được lực chiến đấu mạnh mẽ như thế, đánh bại chín tồn tại siêu việt cấp bậc của mình cơ chứ. Thảm trạng của những danh sư vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy, mặc dù khuôn mặt sưng đỏ, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Thế nhưng trên thực tế người xuất thủ cũng không ra tay độc ác, mà đã có ý định lưu tình. Chỉ cần dùng dược vật, một hai ngày là có thể trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Đối chiến với 9 người có thực lực mạnh hơn bản thân, thế mà còn hạ thủ lưu tình. Muốn làm được như vậy cần mạnh bao nhiêu cơ chứ? Còn có loại danh sư này hay sao? Nghe thấy còn có loại nghề nghiệp như chiến sư, Trương Huyền kinh ngạc một hồi. Vốn hắn cho rằng danh sư đều là dạy đọc sách làm người, truyền thụ thiên hạ thế nhưng không nghĩ tới còn có tồn tại chuyên môn chịu trách nhiệm chiến đấu. Khó trách rất nhiều danh sư, khi nhìn thấy tộc nhân dị linh tộc, bước chân không thể di chuyển được. Như vậy làm sao có thể chém giết được chúng cơ chứ? Hóa ra, người chân chính có trách nhiệm chiến đấu cũng không phải là bọn hắn, mà là loại siêu cấp danh sư có thể vượt cấp chiến đấu. Tại sao vệ đường chủ lại cho rằng ta là chiến sư chứ? Hắn quay đầu nhìn qua. Ta nghe nói người một người vượt cấp chiến đấu, Nhẹ nhóm thắng 9 người có thực lực cao hơn bản thân ngươi." Vệ Giang nói. "A há, giờ mới hiểu được." Trương Huyền khẽ lắc đầu. "Ta mới vừa biết được nghề nghiệp này, đương nhiên là không phải. Như vậy, ngươi có thể có thể chất đặc thù gì hay không?" Vệ Giang tiếp tục hỏi. "Ta có thể chiến thắng 9 người bọn hắn là bởi vì ta có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt và lỗ thủng bên trong võ kỹ của bọn hắn, từ đó có thể lợi dụng." Trương Huyền nói chương 1130, cấm ngôn 2. Cũng không phải là thể chất đặc thù gì đó. Nếu nói tới thể chất đặc thù, hắn có hai học sinh A. Ngay cả người làm lão sư như hắn cũng vẫn luôn hâm mộ. Được rồi, nghe hắn thừa nhận mình không phải chiến sư, lại không có thể chất đặc thù, vệ giang có chút thất vọng. Vốn hắn cho rằng Nguyễn Vũ Đế Quốc có thể xuất hiện một vị chiến sư thì sẽ danh dương thiên hạ, hiện tại xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều, thể chất đặc thù, nếu như không kích hoạt thì hầu như không đo lường ra được. Coi như hắn là danh sư ngũ tinh đỉnh phong thì cũng không có cách nào. Lại hàn huyên một hồi, tất cả vấn đề đều bị Trương Huyền xảo diệu từ chối. Sở dĩ hắn có thể vượt cấp chiến đấu, một là bởi vì thiên đạo thư viện và công pháp thiên đạo, hai là bởi vì thủ đoạn của vu hồn sư. Hai thứ này cũng không thể nói cho người khác biết được, một khi nói là chiến sư gì đó. Nếu như bị bắt về nghiên cứu, Quả thực sẽ rất phiền toái. Cho nên, mặc kệ đối phương nói cái gì hắn cũng sẽ không thừa nhận. Quấy giày trương sư rồi. Lại hàn huyên một hồi, không tìm được bất luận một chút đầu mối hữu dụng nào. Do xét nửa ngày cũng không nhìn ra được cái gì, vệ giang đành phải tràn ngập ấy náy ôm quyền nói một câu. Không cần phải khách khí. Trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nhiều lời mà xoay người rời khỏi. Hắn vừa rời đi không lâu thì cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Diệp Vấn Thiên bệ hạ đi tới, vẻ mặt rất là sốt ruột. Thế nào? Hẳn không phải là thể chất đặc thù, nhưng mà, có phải là chiến sư hay không thì ta cũng không dám xác định. Vệ Giang lắc đầu. Không xác định được. Diệp Vấn Thiên rất là nghi hoặc. Ừm, chiến sư phải trải qua vô số tuyển chọn, từng tầng khảo hạch, mặc dù hiện tại hắn có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng so với chiến sư chân chính vẫn còn kém một đoạn rất lớn. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, ta sẽ nói loại tình huống này cho danh sư đường hồng viễn đế quốc. Quyết định cụ thể như thế nào cứ để cho mạc đường chủ tự mình quyết định đi. Trần chờ một chút, vệ giang nói. Dùng năng lực hiện tại của hắn, quả thực không có cách nào xác nhận ra được. Không bằng trước tiên cứ báo cáo, quyết định như thế nào cũng đã có người phía trên đi làm. Không sai, cứ báo cáo đi. Diệp Vấn Thiên suy nghĩ một chút, không ngừng gật đầu. Cổ tay vệ giang khẽ đảo, một cái đồ vật lớn chừng bàn tay xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Bàn tay hắn điểm một cái, nói đồ vật muốn viết ra, ánh sáng lóe lên, chữ viết tức thì biến mất. Ngọc Phù đưa tin có hiệu quả giống như hiệu quả tường đưa tin, chỉ là càng thêm nhanh gọn, có thể nhẹ nhõm mang đi được. Lúc trước Hồng Sư mượn thứ này để đưa tin cho Mạc Sư Mạc Cao Viễn. Ông, mới vừa truyền ra tin tức không lâu thì đã thấy ánh sáng lần nữa lóe lên cái này nhìn thấy chữ viết ở phía trên còn người vệ giang co rụt lại dường như không thể tin được vào hai mắt mình mạc đường chủ nói cái gì vậy thấy bằng hữu có bộ dáng này diệp vấn thiên cũng nhíu mày nói Người tự nhìn nuốt một ngụm nước bọt vệ giang ngọc phù đưa tin cho đối phương mang theo vẻ nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống diệp vấn thiên vừa nhìn xuống cũng lập tức sững sờ chỉ thấy phía trên chỉ có một hàng chữ. Chuyện liên quan tới Trương Huyền Trương Sư, không nói, không hỏi, không nói, nói năng thận trọng. Siêu siêu, hắn mới vừa nhìn xong thì chữ viết bên trên ngọc phù theo thời gian trôi qua đã biến mất ở trước mắt. Nói năng thận trọng, chẳng lẽ mạc đường chủ đã sớm biết vị Trương Sư này hay sao? Con người co rụt lại, Diệp Vấn Thiên không nhịn được nói. Nói năng thận trọng là sự tôn trọng mà danh sư cấp thấp nên làm với danh sư cấp cao thế nhưng vị trương sư này mới là tứ tinh tại sao mạc đường chủ lại ra lệnh kín miệng như vậy chứ chẳng lẽ mạc đường chủ đã sớm biết vị trương sư này hay sao nếu không tại sao lại nói như vậy hẳn là đã sớm biết nếu không không có khả năng ta vừa mới nói ra hai chữ trương huyền đã truyền lại tin tức này vệ giang gật đầu mạc cao viễn đi vạn quốc thành cùng ngày đã xoay người rời khỏi người biết chuyện này rất ít ngoại trừ đám người trương huyền thì cũng chỉ có hồng sư và đám người khang đường chủ vạn quốc thành. Mặc dù vệ giang là lão sư của hồng sư, thế nhưng cũng không quá rõ ràng. Như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Vấn Thiên nhìn qua. Mạc đường chủ đã quy định như thế thì chúng ta cũng không cần nói nhiều làm gì. Dù sao trương sư cũng sẽ đi vào hồng viễn danh sư học viện. Nếu như ta nhớ không nhầm, tuyển chọn chiến sư 5 năm một lần trong học viện, hẳn là sắp bắt đầu nếu như hắn thực sự có thiên phú nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người vệ giang nói tuyển chọn chiến sư không sai người vừa nói như vậy ta cũng đã nghĩ tới chỉ là chiến sư chân chính người kém cỏi nhất cũng phải là danh sư ngô tinh hiện tại hắn mới là chọc thanh cảnh đỉnh phong ngay cả hợp linh cảnh cũng chưa tới cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá được a à. diệp vấn thiên gật đầu lên tiếng lập tức mang theo vẻ lo lắng nói bất kể hắn có tu vi thế nào mạc đường chủ đã hạ lệnh kín miệng thì chúng ta cũng không nói nhiều cứ chờ là được vệ giang gật đầu cũng đúng diệp vấn thiên lên tiếng không nói thêm lời nào nữa hai người đóng cửa thương nghị trương huyền vừa đi ra phủ thái tử thì đã bị người khác ngăn lại trương sư ta muốn một mình nói chuyện với ngươi một đạo thân ảnh thon dài chặn ở phía trước mặt hắn lục công chúa khi nhìn thấy rõ người ngăn ở trước mặt là ai, lông mày của Trương Huyền nhíu một cái. Chính là lục công chúa đã bị hắn thu làm tỷ nữ, hơn nửa đêm đối phương tới tìm bản thân hắn để làm gì cơ chứ. Hừ, nơi này ở gần Hoàng Cung, không tiện nói chuyện, đi theo ta. Phi Nhi công chúa hử lạnh một tiếng, bàn chân điểm một cái lên trên mặt đất, thân thể bay thẳng về phía trước. Đi một lát, đột nhiên phát hiện phía sau không có động tính, nàng quay đầu nhìn lại, Thân thể mềm mại run lên. Chỉ thấy người thanh niên kia căn bản không có cùng đi với nàng mà hai tay đút vào trong túi, đang đi đến hướng khác. "Ngươi, làm sao không đi với ta chứ?" Xoay người đuổi kịp đối phương, nàng cắn răng khẽ nói. "Không có hứng thú." Trương Huyền khoát tay áo. "Ngươi." Ngực không ngừng nhấp nhô, Phi Nhi công chúa tức giận sắp bạo phát. Chương 1131, Hoàng đạo thư Việt 1. Đường đường là công chúa là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một. Lúc này tới tìm hắn nói chuyện, thế mà hắn lại không thèm để ý, còn xoay người rời đi. Người này có phải là nam nhân hay không chứ? Được rồi, ta sẽ nói ngay ở chỗ này. Cắn răng một cái, sợ tên này rời đi lần nữa, Phi nhi công chúa dừng bước, trực tiếp truyền âm. Ta không biết việc giải bia đá là điểm mạnh của ngươi, đánh cược thua, không có gì để nói, có chơi có chịu. Chỉ là, bây giờ ta nghĩ lại lại muốn đánh cược với ngươi ngươi có dám hay không lần trước ai nghĩ đến gia hỏa bề ngoài xấu xí này còn là một vị danh sư lại còn có loại bản lãnh này mặc dù thua thì thua thế nhưng nhớ tới yêu cầu của đối phương trong lòng nàng lập tức cảm thấy ấm ức không sớm giải trừ cái gọi là quan hệ chủ tớ này ai biết sau này tên này có nổi điên nữa không lại bảo nàng tới rót rượu bóp chân cho hắn thì sao chứ nếu thực sự là như thế, công chúa như nàng cũng không cần sống nữa mà trực tiếp tự sát đi. Còn đánh cược nữa sao? Thấy nữ nhân này còn chưa từ bỏ ý định, lại còn dám đánh cược, Trương Huyền dừng bước, như cười như không nhìn về phía nàng. Một tỷ nữ như ngươi có tư cách gì đánh cược với chủ nhân như ta? Lại có tư cách gì chứ? Ngươi, đôi mắt thanh tú lạnh lẽo như băng, phi nhi công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải tên này cũng là danh sư, còn đánh cược thắng, như vậy nàng đã hận không thể chụp chết đối phương tại chỗ rồi. Được rồi, nếu như không có chuyện gì khác thì ta đi trước. Đã hơn nửa đêm rồi, sắp buồn ngủ tới chết, không rảnh náo loạn với ngươi. Khoát tay áo một cái, Trương Huyền tiếp tục đi về phía nơi ở của Hồng Phong Đế quốc trong Huyễn Vũ Đế Đô. Vừa mới đi được hai bước thì một làn gió thơm đã vần quanh, nữ tử kia đã lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. Bởi vì tức giận cho nên ngực không ngừng phập phồng bộ ngực sung mãn mượt mà nhô lên giống như muốn xé rách bộ váy xinh đẹp ngươi đứng lại đó cho ta bàn tay vẫy một cái chân khí tuôn ra ngoài tạo thành một đạo bức tường chân khí sao nào ta không cá với ngươi muốn dùng biện pháp cứng rắn sao làm một tỷ nữ mà dám động thủ với chủ nhân ngươi có một chút quy củ nào hay không thấy nhà đầu này đã tức giận đến mức nổ phổi trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng ta cho ngươi bảy trăm linh thạch Mua 10 ngày, hiện tại còn chưa được tính là tỷ nữ. Hừ lạnh một tiếng, Phi Nhi công chúa lật bàn tay một cái. Người chọc ta tức giận, làm học tỷ, muốn giáo huấn một học đệ cũng không tính là gì à. Mười hạng đầu trong lúc thi đấu danh sư đều có cơ hội đi vào hồng viễn danh sư học viện học tập, Phi Nhi công chúa là học viên năm thứ hai, cho nên đương nhiên là học tỷ của bọn hắn. Nếu dựa theo cái thân phận này, như vậy chuyện học tỷ giáo huấn học đệ cũng là không tính là trái lệ thanh âm vừa dứt thì bàn tay trắng như ngọc của phi nhi công chúa đã tung bay lăng không chộp ra một chảo với chung quanh nàng đã thực sự bị tên này chọc tức hôm nay bất kể như thế nào thì nàng cũng muốn dạy dỗ đối phương một trận làm cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng siêu siêu lực lượng của hóa phàm cảnh lục trọng kiều thiên cảnh được thi triển linh khí chung quanh giống như được một cái cầu nối cực lớn dẫn dắt tạo thành một bức bình chướng bị phong kín bao phủ hai người vào trong đó rất hiển nhiên đánh cược thua ra tay đối với đối phương nàng cũng cảm thấy ngại ngùng cho nên trước tiên mới bắt đầu phong tỏa chung quanh như vậy mới không để cho người ta nhìn thấy giáo huấn học để cũng không tính là gì chỉ là người khẳng định muốn động thủ với ta hay sao thấy nữ nhân này đã phong tỏa chung quanh ánh mắt trương huyền có chút quái dị nhìn về phía nàng vừa rồi hắn ở phủ thái tử đã đánh một đám hợp linh cảnh phải kêu cha gọi mẹ có lẽ nữ nhân này cũng nên biết thực lực của mình không chỉ đơn giản là chọc thanh cảnh a. Không ngờ vẫn còn dám động thủ, xem ra sự tự tin không nhỏ. Bớt nói nhảm đi ít, ta sẽ khiến cho ngươi ngoan ngoãn đánh cược cùng ta." Hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại của Phi Nhi công chúa nhoáng một cái đã đi tới trước mặt Trương Huyền, cổ tay run lên lắc một cái rồi bổ xuống. Xoạt, chân khí trong lòng bàn tay giống như là dù che mưa móc ngược, phong tỏa tất cả phương vị mà Trương Huyền có thể tránh né. Chỉ cần hắn dám di chuyển thì sẽ khiến cho chân khí va chạm, khi đó có muốn chạy trốn cũng sẽ không trốn thoát. Phó ký linh cấp thượng phẩm, kim tán tỏa khí. Chiêu này không chỉ có thể phong tỏa đường lui của người khác mà còn có thể phong tỏa ngăn cản lực lượng chân khí của người ta. Khiến cho người ta khó mà hành động, thậm chí lại còn mang theo năng lực công kích linh hồn, khiến cho người ta buồn ngủ, không có cách nào tự kềm chế được. Xem ra nàng cũng biết vị học đệ này thoạt nhìn thực lực không ra sao kỳ thật tu vi không yếu. Cho nên vừa ra tay đã thi triển ra công kích mạnh nhất. Ha ha, linh hồn của Trương Huyền đã chuyên môn tu luyện qua công pháp phu hồn. Cường giả hóa phàm bát trọng muốn công kích linh hồn, khiến cho hắn ngủ mê mệt cũng rất khó có khả năng. Cho nên làm sao có thể sợ hãi công kích của đối phương cơ chứ? Trong đầu thầm nói một câu thiếu hụt, hắn lắc đầu, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh lên trên mặt đất. Siêu, chân khí trùng kích vào, Chỗ đó lập tức xuất hiện một vết rách hẹp dài, mặt đất dưới chân Phi Nhi công chúa lập tức trở nên không ổn định, kim tán tỏa khí đã xuất hiện một chút kẽ hở. Thân thể nhoáng một cái, lách mình từ bên trong công kích của đối phương ra, lại siết chặt nắm đấm rồi đánh ra một quyền. Mặc dù đối phương là cường giả Kiều Thiên cảnh, thế nhưng chẳng qua cũng chính là sơ kỳ mà thôi, toàn bộ hồn lực, chân khí của hắn cộng lại cũng đã có lực lượng hơn xa đối phương. Một khi chân chính chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như thế một cước đạp lên mặt đất đã xé rách kim tán tỏa khí của mình còn thành công đào thoát phi nhi công chúa cũng sững sờ chỉ có điều ánh mắt nàng lập tức nhếch lên tay tạo thành thủ ấn tiến lên nghinh đón cứng đối cứng trong mắt của nàng kẻ trước mắt này dù có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là chọc thanh cảnh đỉnh phong mà thôi mà nàng lại là cường giả kiều thiên cảnh muốn vượt qua không có cửa đâu phanh quyền trưởng va chạm thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, liên tục lui về phía sau mấy bước. Mà Phi Nhi công chúa, mặc dù không có lui lại thế nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ kinh ngạc giống như là gặp quỷ vậy. Nàng đã dùng hết toàn lực, còn thi triển ra võ kỹ, vốn nàng cho rằng ít nhất đối phương cũng phải bị đánh ra mấy chục mét, bản thân bị trọng thương. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương chỉ lui mấy bước thì đã không có việc gì nữa. Tên này thật sự là chọc thanh cảnh sao? làm sao so với kiểu thiên cảnh sơ kỳ như nàng cũng không hề yếu hơn vậy. chương 1132, Hoàng đạo Thư Việt 2 Nàng cảm thấy khiếp sợ, Trương Huyền cũng không nhịn được lắc đầu. Xem ra thiên đạo quyền Pháp cũng cần phải thăng cấp. Thiên đạo quyền Pháp của hắn là loại hình võ kỹ, mặc dù không có thiếu sót, so với cùng cấp bậc lại có uy lực vô cùng, được coi là vô địch, thế nhưng... Cấp bậc thư tịch siêu tầm được không cao, uy lực cũng có hạn đối kháng với võ kỹ linh cấp hạ phẩm thì còn có thể chiếm thượng phong, so với thượng phẩm, còn kém hơn không chỉ một đoạn. Chuyện này rất giống như học sinh tiểu học năm nhất vậy, mỗi lần đều có thể đạt được 100 điểm, không có một chút sai lầm nào. Thế nhưng như vậy cũng không thế nào so được với học sinh cấp 2. Nếu như làm bài thi khảo hạch sơ chung thì chưa hẳn đã có thể hơn được. Thiên đạo võ kỹ có lợi hại hơn nữa, nếu như cấp bậc thư tịch siêu tập được quá thấp, như vậy so với võ kỹ cao cấp chân chính vẫn còn kém một mảng lớn. bởi vậy mặc dù lực lượng của hắn đã vượt qua đối phương, thế nhưng lúc chân chính đối kháng vẫn phải ăn chút thiệt thòi ngầm. chỉ là sau khi đối chiến một chiêu cũng đã làm cho hắn kiểm tra xong thực lực chân chính của đối phương. nàng muốn vượt qua hắn cũng không dễ dàng như vậy. a, à, thấy vị học đệ tuổi tác so với mình còn nhỏ hơn mà thực lực lại nát với mình, miệng khẽ hử lạnh một tiếng. Thân thể mềm mại của phi nhi công chúa lần nữa nhoáng lên, lập tức đuổi theo. Nữ nhân này, nhìn công kích của nàng càng ngày càng nhanh, có một loại cảm giác giống như muốn liều mạng, trương huyền lắc đầu. Lại nhìn một chỗ thiếu hụt, bàn chân co rụt lại, đánh thẳng về phía ngực đối phương. Ngươi, vô sỉ, thấy hắn lại muốn đánh vào ngực của mình, phi nhi công chúa tức giận tới mức kêu loạn, thân thể không kìm được mà co rụt lại, chiêu số mới vừa đánh ra cũng theo đó biến hình, lần nữa xuất hiện lỗ hổng siêu siêu. Một trường đánh hụt, lúc vội vàng nhìn lại về phía trước thì đã thấy người thanh niên kia đã mất đi tung tích. Sao, đi đâu rồi? Đối phương trong nháy mắt đã biến mất, phi nhi công chúa sững sờ, đang muốn tìm kiếm thì con người đột nhiên co rụt lại, vội vàng xoay người. Chỉ là lúc này đã chậm, nàng chỉ cảm thấy mông mình tê dần, đã bị một cước hung hăng đạp trúng. Siêu siêu, kêu thảm một tiếng, thân thể bay thẳng lên, sau khi bay ra hơn 20 mét mới nằm dạp xuống trên mặt đất, khi phụ lộng lấy xinh đẹp đã bị xé rách thành mấy lỗ thủng, trên mặt cũng đều là bùn đất. Đâu còn có nửa điểm phong phạm của công chúa nữa chứ, nhìn qua rất hiển nhiên một tên ăn mày. Ngươi, Lưu Manh, Phi Nhi công chúa cảm giác như muốn khóc. Thân mang huyết mạch hoàng thất, khi chiến đấu cùng người khác, người ta tránh cũng kịp, ai dám bất kính với nàng cơ chứ. Tên này thì tốt rồi, đầu tiên là đụng ngực, làm cho nàng không dám nghênh đón, sau đó thừa cơ đột phá phong tỏa chân khí của mình. Sau đó tiến về phía sau, đạp vào cái mông một cước. Em gái ngươi, không biết mông và ngực của nữ nhân là nơi không thể đánh hay sao? Không chỉ đánh mà còn đánh rất vui vẻ, ngươi có biết xấu hổ hay không? Cảm thấy phía sau rất đau rát, phi nhi công chúa vừa thẹn vừa giận, bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái lên trên mặt đất, cả người lăng không bay lên, giống như nổi điên lần nữa lao đến trước đó chỉ là nổi giận, hiện tại nàng đã cảm thấy có chút điên cuồng. Còn chưa tới đến trước mặt đối phương thì nàng đã lần nữa nhìn thấy, đối phương lại đạp ra một cước. Nhìn thấy cước này, khóe miệng phi nhi công chúa khẽ giật một cái. Phương vị và nắm bắt thời cơ của một cước này vô cùng xảo diệu, phong tỏa phạm vi mà mình muốn công kích. Nếu như nàng ấn còn dựa theo phương vị vừa rồi để công kích, không cần đối phương phát lực thì chính mình cũng sẽ tự đụng vào. Hơn nữa, quan trọng nhất là, vị trí lại là, trước ngực, đang đồ tử. Răng cắn chặt, bàn tay bỗng nhiên vỗ một cái vào trước mặt, mượn lực đẩy thân thể ngược lại. Thân thể lăng không xoay một vòng, đang nghĩ ngợi nên tiếp tục công kích như thế nào thì đã lần nữa cảm thấy mông mình tê dần. Ngươi, siêu siêu, nàng lại bay ngược ra, miệng ăn bùn, thân thể rớt xuống trên mặt đất. Lần này còn rơi ác hơn, y phục bị cắt ra càng nhiều, đầy đầu, khuôn mặt đều là bụi bằng ngươi có biết đánh nhau hay không phi nhi công chúa phát khóc bắt nạt người ta cũng không nên bắt nạt như thế a à, liên tục hai lần đều đá vào mông về sau bảo nàng làm sao gặp người cơ chứ đánh nhau với nữ nhân lại đánh vào bộ ngực còn có mông ngươi còn có một chút phẩm hạnh và đạo đức của danh sư hay không nếu như ta nói không phải cố ý ngươi có tin không bên này nàng khóc không ra nước mắt bên kia trương huyền cũng không ngừng đổ mồ hôi lạnh Đối phương có thực lực kiều thiên cảnh, mặc dù trên lực lượng đã vượt qua đối phương. Thế trên thực tế, tốc độ phản ứng và ý thức hắn đều còn xa không theo kịp. Hắn đã hết cách rồi, chỉ có thể căn cứ vào vị trí thiếu hụt mà Thiên Đạo thư viện miêu tả để công kích. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, những vị trí mà thư viện ghi chép, không phải là bộ ngực thì chính là cái mông. Vẻ mặt rất khó coi, Trương Huyền vò đầu, có phải lần này ta đã dùng phải hàng giả Thiên Đạo thư viện? mà là hoàng đạo thư viện hay không? Tốt, ta đánh cược với người còn không được sao? Buồn bực một hồi, Trương Huyền đành phải nhắm mắt nói. Đánh cược thì đánh cược, nếu không cứ tiếp tục đánh, không chỉ y phục của đối phương bị xé rách sạch sẽ mà chỉ sợ cái mông cũng không còn có gì che, cảnh xuân vô hạn. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ, đường đường là danh sư, đối chiến với người khác lại giống như đùa giỡn nữ nhân. Nếu như chuyện này truyền đi, hắn cũng không cần sống nữa đánh cược, khóe miệng phi nhi công chúa giật một cái, nước mắt chảy ào ào. Đây cũng không phải là chuyện có đánh cược hay không a. À. Chương 1133, Ngô Trấn xui xẻo thượng. một Nếu tiếp tục đánh, ta sợ, thương thế của ngươi càng nặng, hay là thôi đi, ngươi muốn đánh cược thế nào thì cứ như thế đó, ta bồi ngươi là được. Thấy trên cặp mông đầy đặn của nàng có hai cái dấu chân to rõ ràng, vẻ mặt Trương Huyền lúng túng nói bình thường chiến đấu nhất định hắn sẽ thắng đối phương, chỉ là nếu tiếp tục mượn thiên đạo thư viện, ai biết một lát nữa sẽ còn xảy ra chuyện lúng túng gì nữa chứ. Liên tục đạp hai cước vào mông, quả thật rất không tiện. Nếu tiếp tục đạp, coi như ra mặt hắn rất dãy thì cũng cảm thấy không thể hạ chân xuống được. Tốt, tức giận tới mức phát điên, hận không thể chụp chết kẻ trước mắt này tại chỗ. Thế nhưng Phi Nhi công chúa cũng biết, nếu cứ tiếp tục đánh, người thua thiệt nhất định sẽ là nàng. Nàng đứng dậy, khẽ gật đầu. Hai mắt đen nhánh, tràn ngập lửa giận, hận không thể nướng ăn đối phương. Chúng ta đã đều đi hóa thanh trì, như vậy lấy chỗ này làm điều kiện đánh cược đi. Phi Nhi công chúa nói. Có thể, thế nhưng đánh cược như thế nào? Trương Huyền nhìn qua. Trì nhãn của hóa thanh chỉ bởi vì linh khí dự trữ có hạn cho nên cái gọi là ba ngày chỉ là phạm vi đại khái. Trên thực tế, bọn họ sẽ cấp thanh thần hương cho người tu luyện đi vào trong đó. Phi Nhi công chúa tiếp tục nói. Thanh thần hương, để vào bên trong chỉ nhãn có thể đo lường nồng độ linh khí. Căn cứ vào linh khí tiêu hao mà khống chế tốc độ thiêu đốt. Dựa theo tu luyện bình thường, một ngày một đêm, vừa vặn có thể cháy hết một cái. Cái gọi là thời gian tu luyện ba ngày, trên thực tế chính là thiêu đốt ba cây hương. Mặc kệ là chỉ nhãn của ai, một khi hương cháy hết, nhất định sẽ phải đi ra. Tu luyện có người có tốc độ nhanh, cũng có người chậm, nhất định hiệu quả ba ngày cũng sẽ không giống nhau phải làm như thế nào mới có thể xác định linh khí trong trì nhãn đã bị hút sạch không đến mức xuất hiện nguy hiểm cơ chứ khi đó sẽ phải dựa vào thanh thần hương này thứ này cắm vào bên trong hóa thanh chỉ cũng có thể thiêu đốt căn cứ vào tốc độ tiêu hao của linh khí nhanh chậm mà thay đổi tốc độ thiêu đốt một khi ba cây hương cháy hết thì nhất định phải đi ra đây là quy định đã sớm được lập ra ai cũng không thể phá vỡ vừa rồi khi tiệc rượu cũng đã nói qua cho nên Trương Huyền cũng biết. Cho nên, đánh cược giữa chúng ta rất đơn giản, chưa mai chúng ta đồng thời đi vào hóa thanh trì, ai thiêu đốt ba cây thanh thần hương xong trước thì người đó sẽ chiến thắng. Phi Nhi công chúa nói, ai hết hương xong trước thì sẽ chiến thắng sao? Không nghĩ tới lại cá cược như thế này, Trương Huyền sững sờ. Tốc độ thiêu đốt thanh thần hương và tốc độ hấp thu linh khí chỉ nhãn có quan hệ trực tiếp với nhau mà muốn hơn người khác thì nhất định phải nắm giữ linh hồn càng thêm cường đại. Nói cách khác, hồn lực càng mạnh thì tốc độ thiêu đốt của thanh thần hương cũng sẽ càng nhanh. Đối phương là cường giả kiều thiên cảnh, linh hồn đã trải qua hợp linh cảnh tầm bổ, đã đạt đến mức rất cường đại. Lại đánh cược với hắn, rất rõ ràng đối phương khinh thường bản thân hắn chỉ là chọc thanh cảnh, tương đối yếu kém ở trên phương diện linh hồn. Chỉ là, nàng ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, linh hồn của mình đâu có yếu, mà là quá mạnh a. À. Tu luyện vu hồn đã sớm khiến cho linh hồn của hắn có thể thoát khỏi thân thể hành động. Nếu như muốn so, đừng nói là nàng, chỉ sợ ngay cả cường giả hóa phàm bát trọng tới đây cũng không phải là đối thủ của hắn. Người xác định cá cược cái này sao? Hắn dùng vẻ mặt đồng tình nhìn về phía nàng. Không cần nghĩ, nếu như thực sự đánh cược như vậy thì nàng ta muốn không thua cũng khó khăn. Không sai, làm sao vậy, mới vừa rồi còn dương dương đắc ý hiện tại đã không dám rồi sao vẻ mặt phi nhi công chúa rất là tự tin cái này trương huyền vò đầu nói nội dung cá cược một chút đi cá cược rất đơn giản nếu như ta thắng thì từ hôm nay trở đi ta sẽ không còn là tỷ nữ của ngươi nữa cũng không nợ ngươi linh thạch mà nếu như ngươi thắng ta lại thua ngươi một vạn linh thạch hoặc là lại làm tỷ nữ cho ngươi năm tháng sao nào phi nhi công chúa nói lại làm tỷ nữ của ta năm tháng Thôi được rồi. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền khẽ lắc đầu. Thứ như tỷ nữ, có hay không đối với hắn cũng không đáng kể, lúc trước cũng chỉ là một câu nói đùa. So với hai chữ tỷ nữ này còn không có lợi ích thực tế bằng linh thạch tới. Không đồng ý sao, chẳng lẽ còn muốn cho ta gả cho ngươi? Nghe thấy hắn cự tuyệt, Phi Nhi công chúa tức giận tới mức cắn răng. Gả cho ta. Trương Huyền ngẩn ngơ. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi, phi nhi công chúa bứt tóc vô số danh sư trong danh sư học viện đều vây quanh nàng muốn làm nàng vui lòng thế nhưng tên này thì lại tốt nàng nói gả cho hắn lại còn sửng sốt không quan tâm ngươi cho rằng ngươi là ai a à? ý của ta rất đơn giản tỷ nữ thì thôi đi vẫn thua ta một vạn linh thạch a à. trương huyền xua tay được quyết định như vậy đi cắn răng một cái phi nhi công chúa xoay người rời đi thực sự nàng không nói chuyện được với tên này nữa, sợ nếu tiếp tục nói chuyện thì sẽ bị tức chết tại chỗ. Tránh thoát tai mắt của mọi người, vừa đi tới chỗ ở thì đã thấy lạc thất thất tiến lên đón, nhìn thấy bộ dáng này của nàng, lạc thất thất không nhịn được ngơ ngẩn. Người làm sao vậy? Lúc này y phục của phi nhi công chúa đã bị cắt dụng mấy khối, lộ ra da thịt tuyết trắng, trên tóc, mặt đều là bùn đất. Giống như mới từ trong bùn đất đứng dậy vậy, chật vật không nói nên lời. Không có việc gì, Ta bị chút thương tổn, bản thân không tiện bôi, trở lại đắp một chút chữa thương cho ta a." À. Phi Nhi công chúa nói. Đánh cực thua, chạy tới tìm người ta gây phiền phức, lại không nhịn được ra tay. Thành công thì cũng thôi đi, kết quả còn bị điên cuồng cho đánh một trận, cái mông cũng bị đạp sưng lên. Chuyện ám muội như thế, có đánh chết thì nàng cũng không nói nên lời. Người bị thương sao?" Lạc Thất Thất nhướng mày. "Ai ra tay?" Ta mới nói không có việc gì người chỉ cần xoa thuốc trị thương cho ta là được. chương 1134, Ngô Trấn xui xẻo thượng. 2. Phi Nhi công chúa hơi đỏ mặt nói. Được rồi. Thấy nàng không tình nguyện nhiều lời, lạc thất thất cũng không tiện hỏi thăm quá nhiều. Nếu như là ngoại thương thì ta vừa vặn có bình tùng huyết cao mà hồ viện trưởng đan viện chuyên môn luyện chế cho ta. Có hiệu quả với tổn thương bên ngoài, nếu như hiện tại xoa vào, át hẳn sẽ không chậm chế chuyện ngày mai đi vào hóa thanh trì không cần ngô trấn vừa mới cho ta một bình thánh dược chữa thương nghe nói mặc kệ bị thương nặng hay như thế nào chỉ cần rót vào đều có thể chữa khỏi trong mấy hơi thở ngươi chỉ cần bôi giúp ta là được cổ tay phi nhi công chúa khẽ đảo lấy một cái hổ lô rượu ra ngoài tổn thương ở trên mông nàng không với tới cũng không nhìn thấy mặc dù để cho đối phương bôi lên chỗ đó có chút xấu hổ thế nhưng cũng còn tốt hơn mang theo cái mông đỏ bừng khập Khánh đi lại thánh dược chữa thương lạc thất thất sướng sờ. Ừm, nghe nói là lễ gặp mặt mà mấy cái chư hầu đưa qua, bọn hắn đã thử qua tại chỗ, hiệu quả vô cùng tốt. Xem như ngay cả lỗ máu cũng có thể khôi phục trong nháy mắt. Phi Nhi công chúa nói, hắn còn đảm bảo cho nên ta mới nhận, lúc này lại cần, cho nên mới vừa vặn thử hiệu quả một chút. Còn có loại dược vật lợi hại này hay sao? Lạc thất thất tán thưởng nói một tiếng, lại cùng với Phi Nhi công chúa đi vào trong căn phòng vừa đi vào không lâu thì đã nghe đến một tiếng kêu thảm như giết heo vang lên ngay sau đó tiếng gầm thét của phi nhi công chúa vang vọng toàn bộ sân nhỏ ah ngô chấn con mẹ ngươi ngô chấn từ trong phòng mình nhô đầu ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ai gọi ta vậy sau khi cáo từ phi nhi công chúa trương huyền trở lại căn phòng của mình lấy băng vũ kiếm ra để cho nó nhận chủ lại thử nghiệm một cái hắn phát hiện ra thứ này 10 phần thuận tay lúc này mới thu hồi lại. Liên tục phi hành hơn một tháng, lại cộng thêm chiến đấu hai trận, điều tức tại chỗ một hồi cũng khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi, đành phải đi ngủ một giấc thật say. Khi mở mắt lần nữa trời đã sáng rõ, lúc vừa mới ra khỏi phòng thì đã thấy hai người la tuyền, tất giang hải tiến lên đón, vẻ mặt kích động, tràn ngập cảm kích. Đêm qua, sau khi trở về hai người đã phục dụng hợp linh đan, hiện tại đã đột phá đạt đến hợp linh cảnh trung kỳ mặc dù chỉ tăng lên một cấp độ nhỏ, thế nhưng linh hồn lại càng trở nên mượt mà, chân khí cũng càng hùng hậu thêm. Sở dĩ bọn họ có thể như thế chính là bởi vì vị thanh niên trước mắt này. Đi hoàng cung đi, hóa thanh chỉ sắp mở ra, nhất định chúng ta phải đi qua đó sớm một chút. Ăn điểm tâm xong, Hồng Sư đi tới trước mặt mấy người. Lần phân phối danh ngạch này Hồng Phong đế quốc đại triển thần uy, ép cho ba nước chư hầu khác thở không nổi, khiến cho hắn rất là hưng phấn vì vậy làm chuyện gì cũng tinh thần mười phần. Hoàng cung của huyến vũ đế đô so với đông cung thái tử còn rộng rãi hùng vĩ, vàng son lộng lẫy hơn nhiều. Trong trang trí mang theo uy nghiêm của long bàng hổ cứ, khiến cho người ta tiến vào bên trong, vẻ mặt đã trở nên ngưng trọng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dưới sự dẫn dắt của hai tên thái giám, bọn họ đi vào đại điện Hoàng cung, chỉ thấy đám người la chiêu, phùng vũ đã đi tới. Trải qua một đêm trị liệu, bộ dáng của mọi người đã tốt hơn nhiều. Chỉ có điều, nếu như xem xét tỉ mỉ, vẫn còn có thể nhìn thấy trên mặt có vết máu ứ động và vết thương loáng thoáng. Nương theo tu vi càng cao, thân thể càng ngày càng cường đại, sau khi bị thương, tốc độ khôi phục cũng sẽ trở nên chậm hơn không ít. Mặc dù bọn hắn đều có dược vật chữa thương cực kỳ chân quý, thế nhưng so với chân khí có thể tùy thời khôi phục thương thế của Trương Huyền vẫn còn kém nhiều lắm. Ừm, tên kia bị sao vậy? Thấy những người này vẻ mặt bầm dập, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ có điều, vừa nhấc mắt nhìn qua thì đã nhìn thấy một người khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn đang ở bên ngoài. Đêm qua, Ngô Trấn ngồi bên người thái tử, được mọi người tặng quà, không biết tại sao mà cũng đã biến thành mắt thâm cuồng, mặc dù trên mặt nhưng đã tan vết sưng. Thế nhưng có thể loáng thoáng nhìn thấy được dấu vết bị người ta đánh cho một trận. Đường đường là cao sinh từ danh sư học viện, nhân vật khiến cho Hoàng đế Diệp Vấn Thiên, Thái tử Diệp Tiền cũng phải kính trọng, ai dám động thủ với hắn, hơn nữa lại còn đánh thành như vậy chứ. Không chỉ hắn thấy kỳ quái, ngay cả những người khác cũng nhìn thấy, mỗi người đều cảm thấy rất là kỳ quái. Trương Sư, ta có việc hỏi ngươi. Đang hiếu kỳ thì đã thấy ngô chấn tức tối đi tới. Bái kiến ngô sư, trương huyền ôm quyền. Đừng có nói những lời vô dụng này, rượu thuốc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay ngô trấn xuất hiện một cái hồ lô rượu, trên mặt mang theo lửa giận. Mặc dù hôm qua tên này luôn miệng nói là hồng sư đưa, thế nhưng hắn vẫn nhìn ra một chút, biết tất nhiên sẽ có quan hệ với vị trương sư này. Cái rượu thuốc này sao? Trương huyền sững sờ, lập tức giật mình. Người dùng rồi à? Đây đâu phải là rượu thuốc cơ chứ, trên thực tế chính là rượu đế, trước đó có thể chữa thương là bởi vì chân khí của hắn ẩn giấu trong đó, nương theo thời gian trôi qua, chân khí sẽ dần dần tiêu tán, tự nhiên sẽ không dùng được nữa. xem ra nhất định cái tên này đã dùng, chỉ là đã không có hiệu quả gì nữa. không phải ta, chỉ là không có chút tác dụng nào cả. ngô chấn càng nghĩ càng giận. đêm qua nghe thấy lục công chúa gọi hắn, hắn cao hứng hấp tấp chạy tới, kết quả lại bị đánh đấm cho một trận túi bụi, đánh tới mức gần chết mới biết được là bởi vì rượu thuốc này vô dụng, cho nên hắn càng nghĩ càng giận. Khi thấy đối phương vừa xuất hiện hắn đã tìm tới. Làm sao có thể vô dụng được chứ? Vừa vặn trên mặt ngươi có tổn thương, ta sẽ thử cho ngươi xem một chút. Thấy hắn quả nhiên bởi vì thứ này mà tức giận, Trương Huyền sao có thể thừa nhận được. Hắn tiếp nhận hồ lô rượu, lắc hai lần, rót một đạo chân khí vào trong đó. Thử một chút. Vốn cho rằng đối phương sẽ sợ hãi, thế nhưng không nghĩ tới lại thản nhiên như thế, Ngô Chấn nhíu mày một cái. Ừm, tới đây tiện tay đưa hồ lô rượu tới, Trương Huyền nói. Không tin thì người uống một ngụm đi. Trương 1135, xui xẻo ngô chấn hạ. Một, uống, ngô chấn sững sờ. Rượu thuốc này của ngươi không phải thoa ngoài ra sao? Ngày hôm qua vị tất sư kia bị một chủy thủ đâm xuyên qua cánh tay, vừa thoa ngoài ra đã có hiệu quả, làm sao đến phiên hắn lại biến thành uống thuốc cơ chứ? Rượu thuốc này căn cứ vào thương thế khác biệt mà phân chia ra thành uống thuốc và thoa ngoài da, một khi sử dụng sai, chẳng những không có hiệu quả mà thậm chí còn có thể khiến cho thương thế tăng thêm. Trương Huyền Thuận miệng nói, dù sao cái, rượu thuốc, bên trong hồ lô rượu này cũng không còn nhiều, trước tiên cứ lửa gạt rồi lại nói tiếp. Chờ tới khi hắn chân chính tra xét thì rượu thuốc cũng đã hết, đương nhiên cũng không tra ra được cái gì nữa. Còn có loại cách nói này nữa hay sao? Trấn có chút không tin hôm qua ta đã sử dụng cũng không phải ngươi không nhìn thấy a à, hiệu quả cực tốt không có hiệu quả nhất định đã dùng sai phương pháp Trương Huyền nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh một chú TN nữa vừa rồi ngươi cũng đã nói không phải là ngươi dùng như vậy nhất định là dùng người kia đã thoa ngoài ra Chính vì tính sai không uống cho nên mới không có hiệu quả thật sao mô trấn còn có chút trần chờ Uống một ngụm, uống một ngụm là biết. Trương Huyền cười nói. Được, nếu như không dùng được, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Hừ một tiếng, mô chấn dơ hồ lô rượu lên, lại uống một ngụm. Rượu vào cổ họng, hắn lập tức cảm thấy một dòng nước nóng dọc theo bụng chảy qua toàn thân. Một lát sau hắn đã cảm thấy đau đớn trên người trước đó. Nơi có màu ứ động đã trở nên hoàn hảo không có chút tổn hại, không có một điểm thương thế nào cả. Cái này, con mắt trợn tròn, một chấn không thể tưởng tượng được nổi. Bản thân tự thử nghiệm qua mới biết được chỗ đáng sợ của thánh dược chữa thương này. Hôm qua hắn bị cho đánh thê thảm vô cùng, thoa thuốc ngoài da và dược vật đều được dùng. Kết quả không có nửa điểm hiệu quả nào cả, ngày hôm nay mang theo hai mắt đen đi tới, vốn hắn cho rằng thánh dược này của Trương sư là giả, không nghĩ tới nó lại lợi hại như thế. Vừa uống một cái đã khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ thương thế đã tốt hơn như vậy cũng quá nghịch thiên đi a à. ta nói không sai chứ thấy thương thế của hắn đã trở nên hoàn hảo trương huyền gật gật đầu nói nhất định là người chữa thương kia đã tính sai phương pháp nếu không như vậy đi ngươi đi hỏi một chút xem nàng bị tổn thương ở chỗ nào là bôi ở bên ngoài hay là uống thuốc ta sẽ phân tích giúp ngươi một chút được trần chờ một chút ngô trấn gật gật đầu việc này liên quan tới danh dự của hắn bất kể nói thế nào thì hắn cũng muốn biết rõ ràng, nếu không hắn sẽ phải gánh tiếng xấu lửa gạt. Cầm lấy hồ lô rượu, xoay người đi đến phía của lục công chúa, sau đó hắn ôm quyền. Lục công chúa, người đã trách hoan ta, bình rượu thuốc này cũng không phải là vô dụng, mà là ngươi đã dùng sai phương pháp. Được trương sư chỉ điểm, ngô chấn tràn ngập tự tin, mọi hành động đều mang theo phong độ. Dùng sai phương pháp, Lục công chúa thấy tên này hàn huyên một hồi cùng với trương sư đã tự tin như vậy, đôi mi thanh tú nhíu lại. Không sai, ngươi nói cho ta biết, tổn thương của ngươi là ở chỗ nào. Yên tâm, ta chỉ cần nhìn một cái, sau khi xác định vị trí là có thể biết là cần phải thoa ngoài ra hay là phải uống thuốc, cam đoan ngươi sẽ lập tức khỏi. Ngừng đầu lên, Ngô Trấn đã cảm thấy mình lần nữa có được tín nhiệm, danh dự từ nàng. Chỗ bị thương, còn nhìn một cái vẻ mặt lục công chúa như là nhỏ máu. Con mẹ ngươi, hắn cố ý ngươi có biết không? Thương thế của ta là trương sư đánh, ngươi hàn huyên nửa ngày cùng hắn lại chạy tới hỏi thăm, còn muốn nhìn một cái. Nói cách khác, ngươi muốn nhìn, cái mông của ta sao? Không sai, chỉ cần xác định vị trí và tình huống tổn thương thì ta có thể xác định là thoa ngoài ra hay là uống thuốc. Nhất định ngày hôm qua ngươi đã dùng sai phương pháp, mới không có hiệu quả. Cười cười, ngô trấn đang muốn tiếp tục nói tiếp làm cho đối phương biết chuyện ngày hôm qua là oan uổng hắn thì đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại một bàn tay đánh thẳng tới phanh một tiếng bạt tai vang dội vang vọng ngô trấn bị đánh cho xoay hai vòng tại chỗ vẻ mặt choáng váng nếu ngươi muốn nhìn thì hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi khu vẻ ôn mặt xanh xám lục công chúa đạp một cước về phía tên trước mắt phanh còn chưa có kịp phản ứng thì ngô trấn đã bay ngược ra ngã bịch xuống đất. "Lục công chúa, tại sao ngươi lại đánh ta? Ta đã làm gì chứ?" Ngô Trấn khóc. Hắn có ý tốt đưa rượu thuốc mà bản thân mình cũng tiếc dùng tới cho vị công chúa đang ở trước mắt này. Vốn hắn cho rằng có thể chiếm được sự vui vẻ của nàng, kết quả hôm qua bị đánh một trận, hôm nay thật vất vả mới biết rõ nguyên do, lại tự mình thử nghiệm qua thì lại bị đánh cho một trận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta thực sự có ý tốt a, à? sao lại xui xẻo như vậy? lạc thất thất mau cầu xin giúp ta giấy ruộng đứng lên thấy lục công chúa còn nổi giận đùng đùng muốn vọt qua để tiếp tục đánh ngô trấn giật nảy mình vội vàng xin giúp đỡ ngay cả lục công chúa cũng dám đùa giỡn đáng đời lạc thất thất khẽ nói đoạn đối thoại vừa rồi nàng cũng đã nghe thấy kẻ trước mắt này lại dám nhìn cái mông của lục công chúa đừng nói chỉ là bị đánh cho dù bị đánh chết tại chỗ cũng đã nhẹ lắm rồi đùa giỡn lục công chúa ngô trấn ngươi tự tìm cái chết hình viễn ở bên cạnh giờ mới hiểu được kẻ trước mắt này đã làm gì hắn rít lên một tiếng hai tay xoa xoa muốn động thủ hắn là người truy đuổi trung thành của lục công chúa luôn như hình với bóng không ngờ ngươi lại dám đùa dẫn nàng ngươi thực sự không có để ta vào mắt a hát ngô trấn phát khóc ta thật ra ta chỉ muốn làm việc tốt cái này nhìn thấy ngô trấn đi qua lại bị cuồng ẩu một trầu trương huyền không hiểu rõ nổi cũng không hiểu ra sao. Không hổ là thiên tài từ danh sư học viện tới, quả nhiên hỉ nộ vô thường, không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. chương 1136, xui xẻo ngô chấn hạ. 2. Khổ khổ, nếu như chư vị đã đến đông đủ, chúng ta đi hóa thanh chỉ đi. Cuối cùng Diệp Vấn Thiên Bệ Hạ cũng không nhìn nổi nữa, hắn giọng cắt ngang mấy vị thiên tài đang quần ẩu. Đi thôi, biết thời gian không còn sớm, mọi người cũng không nói thêm lời nào nữa mà đi theo sát hắn. Hóa thanh chỉ không ở trong hoàng cung, thậm chí cũng không ở bên trong huyến vũ đế đô, mà là ở nơi giáp giới giữa thanh tắc sơn và long lân hà. Cách đế đô không xa, còn có trọng binh của huyến vũ hoàng đế chân giữ. Mọi người đi lên trên lưng linh thú phi hành đã chuẩn bị xong, phi hành được mấy chục phút thì đã nhìn thấy một chỗ linh khí hội tụ xuất hiện ở trước mắt. Thanh tắc sơn giống như là một đầu cự long chiếm cứ ở trên mặt đất, Long Lân Hà thì giống như là một đạo ngân hà, khảm nạm ở trên mặt đất. Sông thôn Trường Hà, tinh bố thiên hạ. Nhìn thoáng qua cũng đã biết nơi đây là một tụ linh trận tự nhiên, hơn nữa cự long mang theo năng lực hành vân bố vũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên. Bởi vậy, linh khí nơi này càng thêm nhẹ nhàng, đối với linh hồn càng có trợ giúp rất lớn. Lợi hải Nhìn một hồi, hai mắt Trương Huyền tỏa sáng. Khó trách có thể trở thành đế đô của một đế quốc nhị đẳng, hóa thanh trì này quả nhiên không tầm thường. So với tụ linh trận mà hắn làm ra còn mạnh hơn rất nhiều. Mọi người chậm rãi hạ xuống dưới. Phía trước chính là hóa thanh trì, trước khi tiến vào ta sẽ căn cứ vào danh ngạch và thời gian đã xác định trước đó, lại cấp thanh thần hương cho chư vị. Diệp Vấn Thiên giải thích một câu. Nương theo lời của hắn, một tên hộ vệ đi tới, mang theo 30 cây thanh thần hương. Thứ này khác biệt với hương liệu bình thường, từ xa nhìn lại giống như một loại kim loại, có thể lơ lửng ở trong nước, tự chủ thiêu đốt, có thể xác định linh khí nhiều ít ở trong chỉ nhãn. Hồng Phong đế quốc lấy được ba cái chỉ nhãn, tổng cộng có 9 cái thanh thần hương, Trương Huyền lấy ra ba cây. Một cái chỉ nhãn chỉ có thể ở trong 3 ngày, đối với hắn, ba cây cũng đã đủ rồi. Chia thanh thần hương xong cũng đã tới gần trưa. Trương Sư, ta có việc muốn tâm sự cùng ngươi. Thấy hóa thanh chỉ sắp mở ra, Trương Huyền đang muốn cùng đám người diệp tiền đi vào thì đã nghe thấy một tiếng truyền âm nhàn nhạt phang ở bên tai. Khi quay đầu nhìn lại thì đã thấy hình Viễn chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt hắn. Trước đó Ngô Chấn tìm tới, hiện tại gia hỏa này lại tới, rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ là đối phương đã có việc thì hắn cũng không tiện chối từ. Hai người tới một góc mà mọi người không thấy được. Vừa mới đứng vững thì Hình Viễn đã nói thẳng: Ta biết đánh cược giữa ngươi và Lục Công chúa thì sao trương huyền cũng không có gì có thể phủ nhận khi lần thứ nhất đánh cược thì tên này đã ở bên cạnh tận mắt thấy lục công chúa mà hắn thích biến thành tỷ nữ của mình tự mình nhận thua không nên để cho lục công chúa nhìn ra hình viễn nhìn qua rồi nói nhận thua trương huyền nhíu mày một cái hắn còn tưởng rằng đối phương tìm mình làm gì không nghĩ tới lại muốn cho mình nhận thua không sai chỉ cần nhận thua điều kiện tùy ngươi mở miệng bàn tay lớn vây một cái hình viễn khẽ nói tùy ta nói sao ánh mắt hắn sáng lên không sai hình viễn gật đầu vậy thì tốt đánh cược giữa ta và lục công chúa là một vạn linh thạch trung phẩm chuyện này chắc hẳn ngươi cũng biết lần này cá cược cũng là như vậy như vậy đi nếu như ngươi có thể cho ta một viên linh thạch thượng phẩm muốn ta nhận thua cũng không sao trương huyền thản nhiên nói đối với hắn chuyện hấp thu linh khí bên trong hóa thanh chỉ nhanh hay chậm hắn có thể tự khống chế. Nếu như có thể bởi vậy mà lần nữa có được một viên linh thạch thượng phẩm, như vậy thật sự đã kiếm lời rồi. Mặc dù một viên linh thạch thượng phẩm cũng có giá trị một vạn viên trung phẩm, nhưng nếu như muốn mua, dù có tiền cũng không mua được, muốn mua cũng không mua được. Một viên linh thạch thượng phẩm, khóe miệng hình viễn giật một cái. Thứ này quá mức chân quý, xem như ngay cả gia tộc bọn họ muốn xuất ra cũng không quá có thể không đồng ý thì thôi dù sao lục công chúa thua cũng sẽ đền cho ta một vạn viên linh thạch trung phẩm trương huyền nói mặc dù một vạn viên linh thạch trung phẩm so ra vẫn kém một viên thượng phẩm thế nhưng chỉ ít có thể đảm bảo mình không thua nếu như đối phương không bỏ ra nổi như vậy hắn cũng không quan tâm được ta đồng ý hình viễn cắn răng một cái lần luyện tập này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở lại học viện ta sẽ ban thưởng một viên linh thạch thượng phẩm. Viên linh thạch này có thể cho ngươi, chỉ là, ngươi phải giữ bí mật cho ta, không thể nói ra chuyện này. Thành giao, Trương Huyền gật đầu, cùng lắm thì lãng phí thời gian ba ngày mà thôi, có thể có được một viên linh thạch thượng phẩm, tuyệt đối đã kiếm bộn A. Huống chi, làm như vậy còn không phải đắc tội với hình viễn này, càng có thể khiến cho lục công chúa kia nguôi giận hai người mới vừa thương nghị xong thì đã nghe thấy một trận tiếng vang kịch liệt ầm ầm vang vong, ngay sau đó đã có một luồng linh khí nồng nặc tán giật ra, giống như là một cái tụ linh trận cực lớn đột nhiên mở ra vậy. Mau nhìn, trong đám người không biết ai hô lên một câu. Mọi người vội vàng nhìn lại về phía trước thì đã thấy một cái cột linh khí nồng nặc bay thẳng lên trên trời. Một đạo khí tức khiến cho cho người ta tinh thần sảng khoái đập vào mặt, khiến cho người ta hút một ngụm vào cũng đã cảm thấy linh hồn không ngừng run rẩy, Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá Ở chỗ mình mông xa xa có một cái ao nước rất lớn chậm rãi xuất hiện Linh khí ở trong đó sôi trào Giống như tạo thành từng đầu cự long Phát ra tiếng gào thét cực lớn Nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không mà ra Trung quanh ao nước xuất hiện 10 cái vòng xoáy lớn nhỏ tương đồng với nhau Mỗi một cái đều có đường kính chừng 2 mét An tĩnh bố trí ở chung quanh ao nước Giống như là bảo thạch khảm nạm bên trên vương miện vậy Hóa thanh trì, mở. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đồng thời siết chặt nắm tay. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1137, gian lận. 1. Mục đích chủ yếu của bọn họ khi đến huyến vũ đế đô chính là vì cái hóa thanh trì này, đợi lâu như vậy, rốt cục ở trong ánh mắt mong đợi của mọi người nó cũng ầm ầm mở ra. Đi qua đó, Trương Huyền, hình viễn cũng không nhiều lời mà đi theo sát đi tới trước mặt ao nước cuộn trào mãnh liệt thì bọn họ mới biết được lời nói của diệp tiền không sai ao nước giống như là sóng lớn cuồn cuộn vừa tản mát ra linh khí đồng thời cũng mang theo một luồng lực lượng khiến cho người ta kính sợ dường như nếu có ai dám vì tiện xông vào thì sẽ bị xé rách vỡ nát tại chỗ không còn sót lại một chút cặn bã nào cả các ngươi nhìn xem nhìn thấy mọi người kinh ngạc cổ tay diệp vấn thiên khẽ đảo trong lòng bàn tay xuất hiện ra một thanh vũ khí linh cấp trung phẩm Tiện tay ném vào ao nước. Xoạt xoạt. Trong nháy mắt, vũ khí ngay cả hóa phàm bát trọng cũng khó mà phá hủy được lại bị hòa tan triệt để, lập tức biến thành một đống chất lỏng, chìm vào trong đáy ao. Cái này, ra mặt của tất cả mọi người đều co lại. Cho dù nhục thể của bọn hắn không yếu, thế nhưng so với vũ khí linh cấp trung phẩm vẫn kém hơn rất nhiều, hoàn toàn không có khả năng so sánh được. Vũ khí lợi hại như thế mà trong nháy mắt cũng đã hóa thành chất lỏng nếu như bọn hắn thực sự đi vào, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ giống như vậy, ngay cả cọng lông cũng không còn thừa. Khó trách thái tử Diệp Tiền lại nói ngay cả cường giả hóa phàm bát trọng cũng khó giữ vững được tính mạng, hiện tại xem ra, quả thật là như thế. Ao nước rất cuồng bạo, tốt nhất mọi người nên tu luyện ở bên trong trì nhãn. Những nơi khác không nên đi qua, nếu không, đừng nói là ta, coi như là thân tiên cũng khó có thể cứu được các vị. Sau khi làm xong những chuyện này, trong giọng nói của Diệp Vấn Thiên mang theo vẻ cảnh cáo. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không lỗ máng. Tu luyện là vì tăng thực lực lên, không phải là muốn chết, xin bệ hạ không cần phải lo lắng. Thật là đáng sợ, chắc chắn chúng ta sẽ không mạo hiểm. Mọi người vội vàng lắc đầu. Ngay cả vũ khí linh cấp trung phẩm cũng có thể hóa thành nước trong khoảnh khắc, ai cũng không ăn no rừng mỡ, qua đi tìm chết. Vậy thì tốt, mọi người lựa chọn trì nhãn đi. 10 cái chỉ nhãn đều có hiệu quả tương đương, một nước chư hầu có thể lựa chọn ở cùng một chỗ, như vậy giữa song phương cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Diệp Vấn Thiên khoát tay áo, không nói thêm một lời nào nữa. 10 cái chỉ nhãn đều ở bên cạnh hóa thanh trì, hiệu quả của toàn bộ tương đương, không có phân chia chủ thứ. Muốn lựa chọn cái nào thì cứ lựa chọn cái đó, không cần phải suy xét. Trương Huyền nhìn trái phải, lại mang theo la tuyền, tất giang hải đi đến trong ao. Chỉ nhãn ở tận cùng bên trong có linh khí nồng hậu dày đặc bao phủ, ngay cả cường giả hóa phàm bát trọng cũng không nhìn thấy rõ lắm. Thứ hắn tu luyện liên quan tới thiên đạo công pháp cùng rất nhiều phương diện, hắn rất thích an nhàn, không muốn bị người ta điều tra ra. Chúng ta tu luyện ở đây đi. Tìm được chỉ nhãn chung quanh có linh khí nồng nặc nhất, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, Trương Huyền ngừng lại, lại nói với hai người La Tuyền. Các ngươi tu luyện ở hai bên chỉ nhãn này, một khi xảy ra vấn đề mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Được, hai người khẽ gật đầu, lại cầm thanh thần hương trong tay, đang định tiến vào bên trong thì đã nghe thấy một tiếng quát lớn. Hai người các ngươi, đi sang một bên. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phi Nhi công chúa và Lạc Thất Thất chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt hắn. Chúng ta, thấy đường đường là công chúa lại tranh đoạt đồ với bọn hắn tranh, là tuyền, tất giang hải không biết phải làm như thế nào cho phải các ngươi đến bên kia đi chúng ta muốn ở gần với lão sư một chút lạc thất thất thản nhiên nói cái này vâng phi nhi công chúa và lạc thất thất cùng tới đây cho hai người bọn hắn vạn lá gan bọn hắn cũng không dám nói nhảm hai người vội vàng đi tới chỉ nhãn khác ở bên cạnh dù sao thứ này có hiệu quả tương đồng ở gần ai hay không ở gần ai cũng khác biệt không có quá lớn hừ đã đánh cược thì ta muốn tận mắt thấy ngươi có gian lận hay không không cần tự mình đa tình. Thấy Trương Huyền nhìn qua, Phi Nhi công chúa khẽ nói. Tự mình đa tình, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Trương Huyền lắc đầu, ta cũng không muốn chạm phải dây thần kinh kia của ngươi. Ngươi, Phi Nhi công chúa cắn răng. Ngươi đừng có đắc ý, hóa thanh chỉ không phải xem ai mồm mép lợi hại là có thể thắng lợi. Hất ống tay áo lên, thân thể nhoáng một cái, Phi Nhi công chúa không nói thêm lời nào nữa đã dẫn đầu nhảy vào trì nhãn thanh thần hương trong tay lập tức lơ lửng ở trong nước, tự động nhen lửa, tản mát ra khói trắng lượn lờ. Siêu siêu siêu, nhắm mắt lại, Phi Nhi công chúa bắt đầu tu luyện, nương theo hô hấp của nàng, linh khí trong chỉ nhãn nhanh chóng phun trào, khói của thanh thần hương càng ngày càng tràn ngập, giống như tốc độ thiêu đốt càng lúc càng nhanh. Thấy nha đầu này vì vượt qua bản thân mà trực tiếp bắt đầu tu luyện, không có ngừng chút nào, Trương Huyền khẽ lắc đầu, cũng nhảy vào bên trong một cái chỉ nhãn lạc thất thất cũng nhảy vào trong đó cùng với phi nhi công chúa kẹp trương huyền vào giữa đối phương là lão sư đan dược của nàng lại mới quen không lâu đương nhiên còn chưa có đến mức để nàng chuyên môn chạy tới cùng tu luyện một chỗ sở dĩ nàng tới đây là sợ hảo hữu của mình lại đánh nhau với đối phương thoạt nhìn phi nhi công chúa có chút ngang ngược thế nhưng trên thực tế thực chất bên trong lại cực kỳ kiêu ngạo không chịu thua nếu đã muốn tận mắt nhìn tốc độ hấp thụ linh khí của hắn thì tự nhiên cũng muốn đi tới cùng chỉ ít nếu hai người đánh nhau thì cũng tiện khuyên can. Nếu không, có khả năng sẽ lại sẽ xảy ra tình huống như ngày hôm qua. Hôm qua mặc dù lục công chúa không nói hai cái dấu chân to lớn ở mông là ai đá ra, nhưng từ trong lời nói nàng cũng có thể phỏng đoán ra được, tất nhiên có quan hệ với lão sư đan thuật này của mình. Dựa theo đạo lý mà nói, vừa đi vào hóa thanh trì. Nếu như cởi y phục xuống sẽ có hiệu quả tốt nhất. Chỉ có điều, nam nữ khác biệt, cởi ra sẽ càng thêm phiền phức, dù vậy, nước ao vẫn làm cho quần áo ướt, làm lộ ra dáng người tinh tế linh lung của nhị nữ. Trương Huyền liếc mắt nhìn qua hai phía, cũng không nghĩ nhiều, ngừng thần tĩnh tâm, đặt thanh thần hương vào trong hồ nước, cũng bắt đầu tu luyện. Nhắm mắt lại, điều động linh hồn trong cơ thể, hắn lập tức cảm thấy có một luồng linh khí nồng nặc, dọc theo huyệt đạo tràn vào toàn thân, làm dịu hồn phách, khiến cho hắn có cảm giác thoải mái dễ chịu, chương 1138, gian lận. 2. Hấp thu như vậy quá chậm. Hấp thu một hồi, phát hiện linh khí trong chỉ nhãn quả thực có lợi ích rất lớn với linh hồn, nhưng trải qua thân thể loại bỏ, không chỉ hiệu quả yếu hơn không ít mà tốc độ cũng đã biến thành cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa, thân thể giống như là một cái gông xiềng, linh hồn giống như bị vây ở trong lồng sắt, mỗi khi gia tăng một chút đều sẽ phải tốn thời gian cực dài. Có cần vô hồn ly thể hay không? Trong lòng hắn khẽ động, linh hồn đặt ở bên trong thân thể thân thể chính là một tấm bình phong thiên nhiên nếu như lấy nó ra trực tiếp đối diện với linh khí này thì sao a à? không biết tốc độ tiến bộ sẽ càng nhanh hơn một chút hay không thử một chút nhìn thoáng qua thấy nhị nữ chung quanh đang nhắm mắt tu luyện những người khác cũng không nhìn thấy nơi này tinh thần khẽ động vận chuyển công pháp phu hồn sư một đạo hồn phách giống hắn như đúc từ chỗ mi tâm bay ra Phu hồn vừa tiến vào trì nhãn thì đã lập tức cảm thấy linh khí nồng nặc tràn ngập tứ chi bách hải, tinh thần phấn chấn. Làm như vậy quả nhiên có thể nhanh hơn không ít. Ánh mắt hắn sáng lên. Còn chưa bắt đầu tu luyện thì đã cảm thấy tốc độ linh khí tẩm bộ linh hồn so với vừa rồi còn nhanh hơn. Trương huyền không do dự nữa, vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu. Âm ầm. toàn bộ trì nhãn lập tức lắc lư, linh khí hùng hồn tuôn về phía hồn phách, khiến cho hồn thể của hắn dần dần gia tăng mặc dù bây giờ hắn chỉ có công pháp thiên đạo vu hồn hóa phạm ngũ trọng không có cách nào đột phá đến lục trọng chỉ có điều giống như chân khí vậy đạt tới đỉnh phong tích lũy càng nhiều thì sẽ càng khiến cho hồn thể trở nên càng lúc càng lớn cũng giống như nước và thủy ngân vậy đẳng cấp khác biệt tương đương với sự khác biệt giữa cả hai là khác biệt từ bản chất nhưng cùng là thủy ngân một vạc nước và một hồ nước tất nhiên sẽ không giống nhau được đây chính là tranh lệch về lượng Mặc dù hiện tại hắn không có công pháp thiên đạo vô hồn hóa phàm lục trọng, thế nhưng lại có thể để cho vô hồn hóa phàm ngũ trọng càng lúc càng lớn, hội tụ càng nhiều hồn lực hơn. Ồ, hắn vừa mới bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí thì Phi Nhi công chúa cách đó không xa đã nghe được tiếng linh khí sao động. Nàng không nhịn được nhìn qua, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức xứng sở tại chỗ, thiếu chút nữa đã ngất đi. Chỉ thấy thanh thần hương bên người trương huyền đã thiêu đốt mất hai cây, cái thứ ba thậm chí còn đã bắt đầu cháy, Xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Thật hay giả vậy? Lúc này mới, bao lâu? 5 phút đồng hồ hay là 10 phút đồng hồ? Thanh thần hương người ta cần 3 ngày mà ngươi chỉ trong 5 phút đồng hồ đã sử dụng hết. Ngươi ăn thứ đồ chơi này hay sao chứ? Thân thể mềm mại run rẩy một cái, Phi nhi công chúa tức giận tới mức muốn thổ huyết. Vốn nàng cho rằng mình thân là cường giả hóa phàm lục trọng, linh hồn mạnh mẽ đối phương so đấu với nàng tất nhiên sẽ không có phần thắng thế nhưng nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới phía bên mình vừa mới bắt đầu ngay cả đầu thanh thần hương còn chưa cháy được hết thì người ta đã sắp sử dụng hết ba cây có cần khoa trương như vậy hay không như vậy còn so sánh thế nào nữa chẳng lẽ lại thua nữa hay sao chuyện gì xảy ra lạc thất thất cũng bị linh khí tiếng sao động làm cho bừng tỉnh nhìn thấy thanh thần hương của trương huyền thiếu chút nàng cũng đã bị hù chết. Hương của hắn, hắn sắp hút xong rồi, bảo ta đánh cược như thế nào đây? Phi Nhi công chúa sắp muốn khóc. Cái này, lạc thất thất vò đầu. Hai người đều không phải là vu hồn sư, càng không có minh lý chi nhãn, vu hồn của trương huyền giấu ở trong nước hồ. Dưới linh khí vần quanh, căn bản không nhìn thấy được. Mà từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng hắn chỉ bằng vào tu luyện đã hấp thu hết linh khí ở chung quanh ừm nghe thấy hai người thảo luận trương huyền từ trong tu luyện tỉnh lại vu hồn quay về thân thể khi ngẩng đầu nhìn thanh thần hương trước mặt một chút ha cũng không kìm lòng được mà giật nảy mình ai trộm thanh thần hương của ta đi rồi lông mày nhướng lên hắn không nhịn được la lên một tiếng mới vừa rồi còn là ba cây làm sao trong nháy mắt đã biến thành nửa cái rồi ai dám trộm đồ vật của ta trộm hai nữ đồng thời im lặng là tự ngươi hấp thu hết Ta sao? Trương Huyền sướng sờ. Không phải chứ, linh khí trong này ít như vậy, làm sao có thể dùng ba ngày được chứ? Mới vừa hấp thu hắn còn không có cảm thấy được cái gì mà linh khí đã gần như hao hết, thật hay giả vậy chứ? Hắn còn muốn mượn hóa thanh trì này hấp thụ nhiều một chút, khiến cho thực lực tăng vọt, còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Có cần chơi người ta như thế hay không? Ít, nghe thấy hắn cảm khái, hai hàng lông mi của phi nhi công chúa và lạc thất thất đồng thời giật giật. Vừa rồi các nàng cũng tu luyện, mặc dù trì nhãn không lớn, thế nhưng linh khí trong đó lại hết sức đầy đủ, bất kể tu luyện như thế nào cũng không tiêu hao hết được. Chỉ sợ cũng chỉ có người mới phát giác ra được ít đi. Có lẽ là lão sư hấp thu quá nhanh, rốt cuộc làm sao lão sư có thể làm được như vậy chứ? Lạc thất thất không nhịn được nói. Vừa rồi lúc vị trương sư này tu luyện, chỉ nhãn sôi trào, linh khí sao động. Đây là do hấp thu quá nhanh đưa tới. Một hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, không chỉ riêng linh hồn có thể hấp thu linh khí, mà còn nhanh như thế. Làm sao đối phương làm được? Đúng vậy a, à, có phải ngươi đang gian lận hay không? Đôi mi thanh tú của phi nhi công chúa nhíu lại. Ngay cả vị thiên tài số một số hai năm thứ hai như là thất thất cũng nhìn không hiểu, cũng không thể nào hấp thu nhanh được như vậy. Không phải tên này đang gian lận đó chứ? chương 1139, điên cuồng hấp thu một Gian lận, trương huyền vò đầu. Nếu nói gian lận, quả thực hắn đã làm, người khác đều đang tập trung tinh thần hấp thu, thông qua thân thể làm cầu nối khiến cho linh hồn thoải mái. Mà hắn thì trực tiếp lấy ra linh hồn, chủ động hấp thu. Chuyện này rất giống như bán ra thương phẩm vậy, thương gia và người mua, hai bên đều có thể có lợi. Thế nhưng nếu tăng thêm một chút thứ trong đó thì lại không nhất định nhưng nếu nghĩ cẩn thận đều là tu luyện hắn cũng không có dùng bất kỳ pháp bảo và vũ khí nào cho nên cũng không tính là gian lận không sai nếu như không phải gian lận thì làm sao có thể hấp thu nhanh như vậy được chứ hai mắt phi nhi công chúa trợn tròn cái này trương huyền không biết trả lời như thế nào chuyện vu hồn sư nhất định không thể nói nếu không sẽ có không ít phiền phức trần chờ một chút hắn nói nếu như gian lận thì nhất định sẽ có thủ đoạn gì a à? người đường đường là công chúa hồng viễn đế quốc mà cũng không làm được làm sao ta có thể làm được chứ nếu như không tin hai ta đổi chỉ nhãn được chứ của ngươi cũng sắp hấp thu hết rồi ai đổi với ngươi hai mắt phi nhi công chúa đảo một vòng ngươi nghĩ hay lắm ngươi sắp hấp thu hết rồi còn bảo ta đi qua còn hấp thu cái gì a à hát lão sư con đổi với người phi nhi công chúa không đồng ý Lạc Thất Thất ở một bên lại nói: "Nàng là người có thực lực mạnh nhất trong mấy thiên tài từ danh sư học viện tới đây, đã đạt tới kiều thiên cảnh đỉnh phong. Loại thực lực này, cẩn thận mà nói thì hiệu quả của hóa thanh trì đã không còn là rất lớn. Dùng cơ hội hiệu quả không phải quá lớn để nhìn xem rốt cuộc đối phương hấp thu như thế nào một chút. Như vậy cũng không tính là thiệt thòi." Cái này, sững sốt một chút, Trương Huyền gật đầu. Chỗ bên hắn đã sắp không còn linh khí mà vu hồn mới tiến bộ một chút, hắn cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, chờ nó trở nên khô kiệt a. À. đi ra trì nhãn của mình, lại đi vào trì nhãn của lạc thất thất, hai người trao đổi với nhau. được rồi, người bắt đầu tu luyện đi, nếu như bây giờ cũng có thể nhanh như vậy, ta sẽ tin tưởng ngươi không có gian lận. phi nhi công chúa khẽ nói. lần này trương huyền đi vào trì nhãn, hai mắt nàng không nháy lấy một cái, đối phương không có bỏ vào bất kỳ vật gì. Nhất định là không có cách nào gian lận. Ừm. Lắc đầu, Trương Huyền cũng không nhiều lời, vu hồn nhẹ nhàng chấn động, rời khỏi thân thể, tạo ra trạng thái gặp nhau với thân thể. Ở khoảng cách gần như thế, ngay cả danh sư Lục Tinh cũng không nhìn ra cái gì, chứ đừng nói chi là các nàng. Ầm ầm. Nương theo vu hồn bắt đầu tu luyện, thanh thần hương trôi nổi bên trong chỉ nhãn lần nữa thiêu đốt, không tới 5 phút, ba cây lại sắp thiêu đốt tới mức hầu như không còn phu hồn trở lại thân thể, Trương Huyền rất là bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng đổi một cái chỉ nhãn khác là có thể khá hơn một chút, không nghĩ tới kết quả cũng không sai biệt lắm. Phu hồn còn chưa kịp hấp thu bao nhiêu thì chỉ nhãn đã cạn. Linh khí chứa đựng trong này quá ít, còn tu luyện thế nào nữa chứ? Phải biết rằng lúc trước phu hồn hắn tiến lên đã hút khô toàn bộ mẫu thủy của âm dương chị A. Vừa rồi ngươi đã nhìn thấy rõ chưa, ta có gian lận hay không? Trong lòng buồn bực, lại ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử cách đó không xa. Cái này, vẻ mặt xấu hổ một hồi, khuôn mặt phi nhi công chúa đỏ lên, nói: "Không có. Hoài nghi có phải người ta gian lận hay không thì người ta lại dùng thực lực chân chính để bày tỏ với nàng. Ta hấp thu nhanh như vậy, người có thể làm gì được ta?" Vẻ mặt đỏ lên, trong lòng nàng buồn bực tới mức sắp thổ huyết sớm biết tên này có thể hấp thu nhanh như vậy thì nàng còn so với hắn làm gì chứ đây không phải là tự mình tìm buồn bực ư xem ra cho dù có tiếp tục cá cực hay không cũng đã mất đi ý nghĩa dù sao nhất định nàng cũng sẽ thua được rồi tiếp tục tu luyện đi thấy nữ tử này sắp phát khóc trương huyền ngại ngùng khoát tay áo đừng có gấp cũng có khả năng ngươi sẽ chiến thắng hắn đã đồng ý với hình viễn phải làm cho đối phương thắng cũng không thể trực tiếp đả kích đối phương tới mức không có lòng tin A. À. Có khả năng, lạc thất thất ở một bên trợn trắng mắt. Người đang lừa gạt quỷ sao? Người chỉ cần tu luyện 5 phút đồng hồ cũng đã tiêu hao gần 3 cây thanh thần hương, hai chúng ta cộng lại, một chút động tính không có, bảo làm sao lục công chúa thắng được chứ? An ủi cũng quá không có thành ý đi. Lão sư nói đúng, nhanh tu luyện đi, không nên lãng phí một cách vô ích cơ hội này. Mặc dù buồn bực, thế nhưng lạc thất thất vẫn mở miệng nói ưng um. phi nhi công chúa gật gật đầu nhắm mắt tu luyện mặc dù biết tỷ lệ giành được chiến thắng hầu như là không thế nhưng dù sao tu luyện ở nơi này đối với linh hồn cũng có chỗ tốt cho nên không thể lãng phí thấy hảo hữu bị đả kích mà còn có thể tiếp tục tu luyện lạc thất thất nhẹ nhàng thở ra một hơi lại nhìn trương lão sư một chút sau đó cũng nhắm mắt lại cho dù linh khí nơi này đã bị hấp thu không sai biệt lắm thế nhưng dùng tốc độ của nàng, nếu muốn hấp thu nửa ngày cũng vẫn không thành vấn đề. Thấy hai người đã tiếp tục tu luyện, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Dùng vu hồn để hấp thu, tốc độ thực sự quá nhanh, nén thanh thần hương cuối cùng trước mắt này hẳn không tới một phút đồng hồ sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nếu thực sự là như vậy, chẳng phải lần này tới hóa thanh chỉ còn chưa có hiệu quả quá lớn thì đã phải đi ra hay sao? chương 1140, Điên Cuồng Hấp Thu 2 như vậy cũng quá bị thua thiệt a à. thế nhưng nếu tiếp tục dùng thân thể tu luyện cũng không cần thiết dù sao nếu như có thể sử dụng vu hồn không cần thiết phải bỏ gần tìm xa sao phải phiền toái nhiều như vậy làm sao bây giờ buồn bực một hồi hắn đang nghĩ có nên chờ tới lúc nén thanh thần hương cuối cùng thiêu đốt hầu như không còn rồi trực tiếp đi ra ngoài hay không thì đột nhiên ánh mắt sáng lên đúng rồi làm sao ta lại quên thư viện chứ vừa rồi hắn chỉ nghĩ nên tu luyện như thế nào, ngược lại đã quên mất thứ này. Ngón tay đặt vào ao nước, tinh thần khẽ động. Thiếu hụt, ngay sau đó trong đầu lắc lư một hồi, một quyển sách tức thì xuất hiện ở trước mắt. Danh sư đại lục, chỉ nhãn hóa thanh trì của huyễn vũ đế quốc, trong đó có linh khí có thể khiến cho linh hồn thoải mái. Có thể tăng lên lực lượng linh hồn, thiếu sót đầu tiên, linh khí ẩn chứa trong đó quá ít, dùng vu hồn để hấp thu thì sẽ rất dễ hút dọn sạch, kém xa linh khí nồng đậm trong hồ. Thiếu sót 2. Bên trên thư tịch ghi chép mười mấy chỗ thiếu sót lớn nhỏ. Linh khí trong hồ nước nồng đậm. Đúng a, à, linh khí bên trong chỉ nhãn là từ trong hồ nước thẩm thấu tới. Nếu như có thể trực tiếp hấp thu trong hồ nước, như vậy há không phải dùng bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu hay sao? Nhìn chỗ thiếu sót thứ nhất xong, ánh mắt hắn sáng lên, không nhịn được nhìn lại về phía ao nước cách đó không xa. Hóa thanh trì, khí tức sao động, Lực lượng giao hòa vừa nhìn cũng đã làm cho trong lòng người ta cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần. So sánh qua với nó, chỉ nhãn rất yên bình, mặc dù có linh khí, thế nhưng so với bên kia vẫn còn kém nhiều lắm. Cũng giống như đào một cái hố ở trên bờ cắt bờ sông, chẳng mấy chốc sẽ hình thành một cái hố nước nhỏ vậy. Trên thực tế chỉ nhãn chính là do linh khí trong ao thẩm thấu mà hình thành, tự nhiên số lượng cũng sẽ càng ít muốn hấp thu càng nhiều linh lực thì hóa thanh chỉ cực lớn trước mắt mới là tốt nhất. Chỉ là, hóa thanh chỉ ngay cả vũ khí linh cấp trung phẩm cũng có thể hòa tan chóc khoảnh khắc. Nếu như tiến vào bên trong, nhất định sẽ không chịu nổi. Mặc dù biết linh khí trong này nhiều, thế nhưng tình cảnh mới vừa rồi vẫn còn xuất hiện ở trong đầu như cũ, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái đồ chơi này ngay cả vũ khí linh cấp trung phẩm cũng có thể nhẹ nhõm hòa tan, hắn tự nhận thân thể mình không yếu, thế nhưng so với loại vũ khí cấp bậc này, vẫn còn kém một mảng lớn. Ừm, làm sao ta lại đần như vậy chứ? Buồn bực nửa ngày, lúc đang cảm thấy không có bất kỳ biện pháp nào thì đột nhiên hắn vỗ chán một cái, vẻ mặt cười khổ. Thân thể không có cách nào đi vào, thế nhưng có thể tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ để cho linh hồn đi vào a -Hát. Linh hồn người khác rời khỏi thân thể, hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Mà hắn lại không giống, có được truyền thừa vu hồn từ mấy vạn năm trước, Vô hồn có thể ly thể, hoàn toàn có thể dùng hồn phách tiến vào bên trong a h. Hồn phách của vô hồn sư khác đi vào ao nước, nhất định sẽ không thể thừa nhận được dương hỏa chi lực có thể hòa tan binh khí trong đó. Trong khoảnh khắc sẽ bị xé thành bụi phấn, nhưng hắn thì lại không giống, công pháp thiên đạo vô hồn cô động vô hồn, không có hồn lực ngũ suy, coi như đi vào thì cũng sẽ không phải chịu một chút ảnh hưởng nào. Hơn nữa coi như đồ vật trong ao nước cuồng mãnh, hồn phách là vật chất vô hình cho nên dù có bị xé nát cũng có thể hội tụ, vấn đề không lớn. Thử một chút, không có chút do dự nào, Trương Huyền khoanh chân ngồi xuống, để thân thể ra vẻ tu luyện. Còn hắn thì tinh thần khẽ động, vu hồn lần nữa ly thể. Hồn phách phi hành trên không trung, đi tới chỗ giao giới giữa chỉ nhãn và ao nước, trần chờ một chút, hắn đưa bàn tay đưa tới. Siêu, bàn tay đi vào trong nước hồ. Quả nhiên không có việc gì nhìn thấy hồn thể cũng không có bị thương tổn, cũng không có cảm giác được một chút khó chịu nào, hai mắt trương huyền tỏa ánh sáng. Chân đạp mạnh, toàn bộ hồn phách đã đi vào bên trong ao. Xì 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 xì, hóa thanh chỉ như là xô trào, ao nước không ngừng kích động, lực lượng ngay cả vũ khí linh cấp trung phẩm cũng có thể vì tiện hòa tan đối với hắn lại không hề có một chút tác dụng nào cả. Hấp thu, đi mấy bước tới trung tâm của ao nước, khoanh chân ngồi ở trong nước, công pháp thiên đạo vô hồn lập tức được vận chuyển. Âm âm, lực lượng cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt lập tức dọc theo huyệt đạo trên người hồn phách tràn vào trong, khiến cho hồn thể của hắn điên cuồng gia tăng. Linh khí thật là nồng nặc. Thoải mái rên rỉ một tiếng, Trương Huyền xém chút đã cười ra tiếng. Thật sự là hữu ý trồng hoa hoa không thấm, vô tâm trồng liễu liễu xanh um. Vốn hắn cho rằng, nương theo thanh thần hương nhanh chóng thiêu đốt, hóa thanh trì này đã không còn tác dụng gì đối với hắn nữa thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới linh hồn có thể trực tiếp đi vào ao nước tùy tiện hấp thu linh khí trong ao so với bên trong chỉ nhãn nhiều hơn đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần hắn hoàn toàn có thể không hề cố kỵ không kiêng nể gì cả mà hấp thu đúng rồi để phân thân cũng đi ra hấp thu một chút tinh thần khẽ động phân thân cũng cần gia tăng hồn lực cơ hội tốt như vậy nếu như không để cho nó cùng hấp thu thì thật là lãng phí tinh thần khẽ động Cầu thông với giới chỉ chữ vật sau một khắc phân thân đã xuất hiện ở trong chỉ nhãn vì đề phòng bị người khác phát hiện ra có hai chương huyền cho nên hắn cố ý để phân thân xuất hiện ở trong ao có linh khí che giấu vừa vặn cũng không có cách nào để nhìn thấy được phân thân là do cửu thiên liên thai cô động mà thành hẳn sẽ không e ngại ao nước này a à. chất liệu của phân thân được gọi là thần vật tự nhiên phải mạnh mẽ hơn nhiều so với vũ khí linh cấp trung phẩm có lẽ có thể không cần e ngại ao nước này trong lòng suy đoán lại để cho phân thân và ao nước va chạm một cái vẫn đúng như phỏng đoán của hắn không có bất kỳ biến hóa nào đi qua đi khống chế phân thân từ dưới đáy hồ bơi về phía giữa hồ rất nhanh đã tới vị trí song song với vu hồn rồi ngồi xuống bắt đầu đi linh hồn của phân thân cũng xuất hiện hai đại vô hồn đồng thời bắt đầu hấp thu âm âm rầm rầm ở giữa toàn bộ hóa thanh chỉ giống như xuất hiện hai vòng xoáy khổng lồ, vô số linh khí tuôn thẳng tới. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Hai linh hồn giống như cùng ăn đại bổ hoàn, không ngừng tăng trưởng, tất cả đều từ trạng thái không xê xích với thân thể bao nhiêu, không ngừng trở nên vừa cao vừa lớn. 2 m 3 m 4 m Trước đó, sau khi hấp thu xong lực lượng từ mẫu thủy của âm dương trì, vu hồn của hắn đã biến thành cao hơn 3 m mà bây giờ lại càng thêm khoa trương hai hồn phách của bản tôn và phân thân không ngừng hấp thu lực lượng, sau hai canh giờ, đã đạt đến chừng 5-6 mét. Có thể nói, không có gì khác biệt so với cự nhân. chương 1141, Trương Huyền chết rồi. Một, còn không có lớn như lộ sung, xem ra vẫn còn kém xa. Nhớ tới linh thể giống như núi nhỏ của lộ sung, Trương Huyền lắc đầu. Năm, 6 mét đối với vu hồn sư là quái vật khổng lồ, nhưng so với lộ sung lúc trước, vẫn còn kém xa lắm. Tiếp tục hấp thu, lông mày nhướng lên, hắn tiếp tục điên cuồng hấp thu. Bên này hắn tăng tốc, phân thân cách đó không xa cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Lại qua hai canh giờ, linh khí trong toàn bộ hóa thanh trì, dùng mắt thường cũng có thể thấy được đã bắt đầu suy giảm, không có vẻ hung mãnh và sao động như trước đó nữa. Linh khí giảm bớt, cách 10 mét chỉ còn kém một chút. Nhìn thấy linh khí đã yếu bớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hấp thu sạch sẽ, Trương Huyền tăng thêm tốc độ. Hiện tại hồn thể của hắn chỉ thiếu một chút nữa đã đạt tới 10 mét, một khi đột phá ràng buộc này, nhất định sẽ càng thêm cường đại. Coi như không thể so được với lộ sung, thế nhưng cũng không kém nhiều. Dù sao, đây là hồn thể mà thiên đạo công pháp của hắn ngưng tụ, bất kể là yêu cầu đối với linh khí hay là độ tinh thuần của bản thân đều vượt xa đối phương. Âm âm, trong lúc đang hấp thu thì chỉ thấy phân thân ở một bên nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã đột phá giảng buộc 10 mét. Không ngờ so với bản tôn như hắn còn hấp thu nhanh hơn. Trong lòng hắn đang cảm thấy kỳ quái, cùng linh hồn phân hai, tại sao lại còn nhanh hơn mình cơ chứ? Hắn cúi đầu xem xét, lập tức không còn gì để nói. Chỉ thấy thân thể được ngưng tụ từ cửu thiên liên thai cũng đang không ngừng hấp thu. Liên thai là thần vật, không e ngại sự cuồng bạo của ao nước, coi như hình thể không lớn, hấp thu chậm hơn so với hồn thể. Thế nhưng góp gió thành bão, cũng đã làm cho tên này so với bản tôn còn nhanh hơn không ít. Sau khi đạt tới 10 mét, rõ ràng hồn thể của phân thân đã mạnh mẽ hơn không ít, khiến cho người ta có một loại áp bách kịch liệt. Mà tốc độ hấp thu linh khí cũng nhanh hơn. Ta cũng tăng nhanh. Biết thời gian không đợi người, trương huyền nào còn dám do dự, lại càng thêm điên cuồng cắn nuốt. Chỉ là, bất kể hắn tu luyện như thế nào cũng vẫn cảm giác tốc độ so với vừa rồi đã chậm đi không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chung quanh phân thân đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, linh khí bên cạnh mình trên cơ bản đều bị tên này cắn nuốt sạch sẽ, khó trách tiến bộ của hắn lại không quá rõ ràng. 10 m và không đạt tới 10 m là một ranh giới cực lớn, tốc độ hấp thu của đối phương so với hắn hiện tại còn nhanh hơn nhiều, chỉ ít cũng gấp 3 trở lên. Thấy tên này càng hấp thu càng nhanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ hút sạch linh khí trong hóa thanh trì trương huyền càng nghĩ càng giận tay đánh vào trên đầu mình gấp cái gì chưa chút cho ta ý gì chứ người biết rõ người là phân thân của ta a à. giống như lão sói vẫy đuôi vậy một quyền đánh bản tôn không thấy phương hướng thì cũng thôi đi thế nhưng lúc hấp thu linh khí cũng đoạt quá không biết xấu hổ a à. ta là một danh sư chính trực tại sao lại có thể có phân thân không biết xấu hổ như người vậy ta bị đánh một cái tát, phân thân mang theo vẻ mặt ủy khuất ngừng lại. Trương Huyền để cho nó trở lại thân thể, một lần nữa thu vào giới chỉ chữ vật, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc, không có cạnh tranh, hẳn bản tôn cũng có thể đột phá ràng buộc 10 mét. Nhẹ nhàng cười một tiếng, rất nhiều khiếu huyệt toàn thân hồn thể Trương Huyền đột nhiên mở ra. Trước đó phân thân luôn tranh đoạt cùng hắn, hiện tại gia hỏa này không có mặt, hắn có thể thể hiện ra tốc độ nhanh nhất để hấp thu bắt đầu. Thấp giọng hô một tiếng, khiếu huyệt điên cuồng hấp thu. Âm âm, linh khí mới vừa tiến vào hồn thể, chuyển hóa thành lực lượng thì đã nghe được một tiếng oanh minh kịch liệt, hóa thành chỉ dưới thân đột nhiên lắc lư rồi nổ tung. Dầm rầm ao nước chảy xuôi về bốn phía, giống như nước vỡ đê vậy. Làm sao vậy? Dừng hấp thu lại, hắn vội vàng nhìn lại chung quanh, chỉ thấy tất cả người tu luyện đều bị bừng tỉnh, đồng loạt mở mắt. Mỗi một người đều nghi hoặc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nguy rồi, một khi ao nước chảy xuôi sạch sẽ, thân thể lớn như ta tất sẽ bị phát hiện, mau trở về. Linh hồn giấu ở trong nước hồ, có linh khí vần quanh, như vậy còn có thể khiến cho người ta nhìn không ra, một khi nước trôi hết, nếu còn muốn che giấu vết, nhất định sẽ không làm được, nhất định phải thừa dịp bây giờ trở lại thân thể mới được. Lại nói, hồn phách ở đây, thân thể chính là một cái xác không người khác cũng đã mở mắt mà hắn vẫn nhắm chặt mắt để tu luyện. Cho dù là người ngu đi nữa thì nhất định cũng có thể nhìn ra vấn đề. Bên ngoài hóa thanh trì, Diệp Vấn Thiên Bệ Hạ và Vệ Giang Đường Chủ đang đứng ở cách đó không xa nhìn cái ao nước lớn ở trước mắt. Hóa thanh trì, phía đông là thanh tắc sơn, phía tây tiếp giáp với Long Lân Hà, hội tụ sơn hà chi khí, ngưng tụ địa mạch chi lực, có thể tu luyện 3 ngày ở trong này sẽ khiến cho linh hồn gia tăng lên một cấp bậc, trở nên cứng cáp hơn. Phút sâu, vẻ mặt Diệp Vấn Thiên rất là vui vẻ. Chân quốc trí bảo của huyễn vũ đế quốc, tự nhiên không có khả năng đơn giản chỉ là để cho người ta rèn luyện linh hồn như vậy. Mà còn quan trọng hơn là, linh khí trải qua địa mạch rèn luyện ở trong đó có thể giúp cho linh hồn người ta cứng cáp hơn, đối với tu luyện về sau có trợ giúp cực lớn. Nhất là đối với hóa phàm bát trọng, đạp hư cảnh đi vào càng có tác dụng cực lớn. Đạp hư, đạp phá hư không, lấy hư không làm thềm bậc thang, hồn phách có thể mượn nhờ sức mạnh tự nhiên ở chung quanh để khiến cho thân thể trong thời gian ngắn lơ lửng ở trên không trung. Nếu như linh hồn không cường đại, đừng nói là lơ lửng, có khả năng sẽ không có cách nào đột phá quy nhất. Linh khí trong trì nhãn hóa thanh trì, mặc dù đã suôn sẻ không ít. Thế nhưng trải qua ao nước sao động lại có tính bền dẻo 10 phần, hấp thu loại linh khí này có thể khiến cho hồn phách càng thêm cường đại so với hấp thu linh thạch đơn thuần còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chính vì vậy, cái ao nước này mới nổi danh như thế. Đúng vậy a à. chương 1142, trương huyền chết rồi. hai, Vệ sư gật gật đầu. Phía dưới hóa thanh chỉ thực ra là một ngọn núi lửa cực lớn, hội tụ linh khí thiên địa, lại trải qua núi lửa rèn luyện. Cho nên tự nhiên phẩm chất của linh khí sẽ khác biệt. Sau khi hấp thu, không chỉ có thể khiến cho linh hồn trở nên chắc chắn, mà càng quan trọng hơn là còn có thể khiến cho linh hồn tràn ngập thuộc tính dương hỏa, không e ngại lực lượng âm u. Ừm, Diệp Vấn Thiên khẽ cười một tiếng. Người nhìn linh khí sôi trào này lợi hại thế nào a? À? giống như là nấu nước sôi vậy, thiên truy bách luyện mới đến chân kim, không trải qua ma luyện như thế, làm sao có thể khiến cho phẩm chất của nó tiến thêm một bước. Hả, cái này, cái này, làm sao lại có tình huống này chứ? Ngay khi hắn đang cảm khái hóa thanh chỉ mạnh mẽ thì lại đột nhiên sửng sốt một cái, thanh âm phát run. Nghe thấy thanh âm khác thường như vậy, vệ sư cũng vội vàng nhìn lại, không kìm lòng được có chút ngây người. Chỉ thấy ao nước mới vừa rồi còn đang sôi trào, giờ phút này lại giống như là bị người ta rót vào một thìa nước lạnh lớn, đã khôi phục bình tĩnh, không còn có chút rung động nào nữa. Không phải là, sôi trào lâu, muốn yên tĩnh một chút đó chứ. Nuốt một ngụm nước bọt, vệ sư không nhịn được nói. Sống hơn 100 năm, số lần hóa thanh trì mở ra hắn cũng đã trải qua không ít. Thậm chí lúc trước đã từng tu luyện qua ở trong này. Dựa theo tình huống trước kia, ao nước chịu linh khí xung kích và địa hỏa xung kích, có lẽ phải luôn sôi trào, làm sao? Đột nhiên trở nên giống như nước giếng vậy chứ? Không có khả năng. Vẻ mặt diệp vấn thiên vẻ mặt trắng bệch. Trung quanh ao nước có trận pháp do tiên tổ bố trí, một khi khôi phục bình ổn đã nói rõ linh khí không đủ, dưới tình huống phản tác dụng, trận pháp sẽ tùy thời sụp đổ. Âm âm, lời còn chưa dứt thì nơi đó đã lắc lư một hồi, hai người lập tức nhìn thấy trên hóa thanh chỉ xuất hiện một cái khe nước to lớn, ao nước điên cuồng trào ra ngoài. Thật sự sập, vệ sư cũng cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đây chính là trấn quốc trí bảo của huyễn vũ đế quốc, một khi sụp đổ, cường giả cao tầng sẽ giảm mạnh, chỉ sợ lòng người toàn bộ đế quốc sẽ bàng hoàng tại sao lại như vậy cơ chứ? Chẳng qua chỉ là mở ra bình thường, người tu luyện tu luyện ở bên trong chỉ nhãn mà thôi, làm sao linh khí lại giảm mạnh, tạo thành tình huống trận pháp không ổn định, trực tiếp sụp đổ cơ chứ? Ta đi gọi đám người lục công chúa đi ra, một khi ao nước chảy khô. Không áp chế nổi núi lửa phía dưới thì é xong đời. Vệ sư, người tranh thủ thời gian mời đám người ngô hội trưởng trận pháp sư công hội tới đây, qua giúp đỡ tu bổ trận pháp nhìn thấy ao nước tuôn ra như vỡ đê, Diệp Vấn Thiên Bệ hạ vội vàng hô. Hóa thanh trì này do trận pháp cực lớn khống chế, cùng thanh tắc sơn, long lân hà và địa mạch chung quanh tạo thành một cân bằng đối lập. Hiện tại nó lại không chịu nổi vỡ tan, địa mạch phía dưới nhúc nhích, rất dễ tạo thành tình huống núi lửa bộc phát. Một khi nổ tung, đừng nói là hắn, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều sẽ hôi phi yên diệt. Núi lửa cực nóng, chỉ cần không biết phi hành, nếu muốn chạy trốn sẽ không trốn thoát được. Một khi bị thôn vệ vào trong đó, ngay cả bán thánh cũng không sống nổi. Thiên uy vô địch, trước mặt thiên nhiên chân chính, chỉ có trở thành thánh giả chân chính thì còn có thể kéo dài hơi tàn. Những người khác, đều không tính là gì. Núi lửa nổ tung, hắn gặp phải nguy hiểm cũng không có gì. Thế nhưng nếu đám người lục công chúa xảy ra chuyện, chuyện hắn có thể gặp sẽ là toàn bộ huyễn vũ đế quốc sẽ bởi vậy mà diệt phong vốn hắn cho rằng để công chúa tới tu luyện còn có thể thừa cơ lấy lòng, để địa vị của huyễn vũ đế quốc tăng lên một chút. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, hóa thanh chỉ rất vững chắc lại đột nhiên nổ. Chuyện này là sao chứ? Hóa thanh chỉ đang yên đang lành, sao nói nổ là nổ đây? Nếu như có người nói cho hắn biết, bởi vì trương sư đến cho nên thứ đồ chơi này mới nổ thì nhất định hắn sẽ tức giận tới mức run người. Được, ta sẽ đi mời người. Vệ sư cũng biết chuyện này nghiêm trọng, hắn thét dài một tiếng, một đầu man thú phi hành lập tức bay tới. Hắn nhảy lên lưng thú, trực tiếp phóng đi về hướng đế đô. Nhất định phải lập tức làm cho trận pháp khôi phục, khống chế lại cục diện. Nếu không, địa mạch trùng kích vào, núi lửa sẽ bộc phát, chỉ sợ phương viên mấy trăm cây số chung quanh sẽ bị san thành bình địa, vô số sinh mệnh sẽ gặp phải tử vong. Ừm, thấy hắn đã rời khỏi, Diệp Vấn Thiên Bệ Hạ không dám do dự, Vội vàng vào tới vị trí chỉ nhãn của đám người lục công chúa Lúc này phi nhi công chúa đã từ trong tu luyện tỉnh táo lại Đang cùng với lạc thất thất Đồng loạt nhìn chầm chầm vào thanh niên trước mắt Bốn mắt nhìn nhau Động tĩnh lớn như vậy Toàn bộ hóa thanh chỉ cũng không khác gì sắp nổ tung Mà trương sư này vẫn còn đang nhắm mắt tu luyện Sao hắn lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ Tu luyện thực sự thì cũng thôi đi Thanh thần hương lơ lửng trước mặt vẫn dài như trước kia Nói cách khác đã trải qua qua bốn canh giờ, ngay cả một chút linh khí mà tên này cũng không có hấp thu. Không có hấp thu linh khí thì tu luyện cái gì chứ? Trương lão sư, bây giờ không nhìn nổi nữa, lạc thất thất không nhịn được hô một tiếng. Phía đối diện không có động tính chút nào. Hóa thanh chỉ đột nhiên xảy ra chuyện, ta cũng không đuổi kịp ngươi, coi như ngươi thắng. Phi nhi công chúa khẽ nói đối phương đã tiêu hao được năm nén hương mà nàng bốn canh giờ không dám ngừng một chút nào. Thế nhưng cũng chỉ dùng không đến một nén, vẫn còn kém một mảng lớn, nhất định đã thua đánh cược. Ta đã thua rồi thì ngươi đừng có giả bộ, tranh thủ thời gian đi đi. Nói xong, mắt đối phương vẫn nhắm như cũ, không có động tính gì cả. Hắn làm sao vậy? Cho dù có ngốc hơn nữa thì hai người cũng nhìn ra được có điểm không bình thường. Ta đi xem một chút. Xót ruột, Lạc Thất Thất vừa tung người, nhảy vào trì nhãn của Trương Huyền, lại kéo một cái, phát hiện ra không có động tĩnh gì. Nàng không nhịn được sờ về phía cái mũi, vừa sờ qua, nàng lập tức giật nảy mình. Chỉ thấy toàn thân người thanh niên này cứng ngắc, hô hấp đã đứt. Hắn, hắn, chết rồi. Bờ môi phát run, vẻ mặt Lạc Thất Thất trắng bệch. Chương 1143, nụ hôn đầu tiên của Trương Huyền đã mất một không phải linh khí bên trong chỉ nhãn xuân sẻ 10 phần, hết sức an toàn hay sao? Làm sao lại làm người chết cơ chứ? Tu luyện, cũng có thể luyện chết người hay sao? Chết rồi, chuyện này sao có thể? Phi Nhi công chúa cũng giật nảy mình. Nàng vẫn đang nghĩ nên làm như thế nào mới có thể thắng được gia hỏa không đáng tin cậy này. Thế nhưng dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương lại trực tiếp chết rồi. Ta xem một chút. Vừa tung người đi vào chỉ nhãn nàng cũng sờ soạng một cái gương mặt xinh đẹp lập tức tái đi. gia hỏa bốn canh giờ trước còn đắc ý không dứt, một hơi hấp thu năm cái thanh thần hương, lúc này thân thể đã cứng ngắc như là tảng đá, đã sớm không có hô hấp và nhịp tim nữa. không ngờ đã thực sự chết rồi. mặc dù nàng không có một chút hảo cảm với tên này, thậm chí còn rất là chán ghét, thế nhưng hiện tại vẫn là tỷ nữ của đối phương, nàng còn chưa có triệt để chuộc thân a, sao có thể chết như vậy cơ chứ? Người chết thì ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thân phận tỷ nữ cả một đời cũng không thể giải quyết được hay sao? Không phải là vừa rồi vì thắng ta, hấp thu quá nhanh, cho nên mới biến thành như vậy chứ? Thân thể mềm mại run rẩy một cái, sắc mặt phi nhi công chúa tái nhợt. Tên này không có rời khỏi chỉ nhãn, đương nhiên không phải là bởi vì ao nước cuồng bạo mà chết. Vì vậy có khả năng duy nhất chính là vì quá muốn thắng bản thân nàng mà hấp thu quá mạnh dẫn đến trong cơ thể xuất hiện sai lầm, không có khôi phục lại được. Có khả năng như vậy. Lạc thất thất gật đầu, ve mặt ngưng trọng. Nếu thực sự là linh khí hấp thu quá nhiều tạo thành tình huống chết đi, như vậy rất có khả năng chỉ là chết giả. Thân vì luyện đan sư thiên phú cực cao, nàng cũng hiểu một chút đối với việc cứu người. Mặc dù so ra kém y sư, thế nhưng cũng không yếu. Chết giả. Phi nhi công chúa sững sờ. Ừm, hấp thu quá nhiều linh khí sẽ khiến cho kinh mạch tràn ngập dẫn đến huyết dịch không có cách nào tuần hoàn từ đó tạo thành ngạt thở có thể dẫn tới tử vong loại tình huống này nghe nói chỉ là chết giả cũng không phải là tử vong chân chính chỉ cần xử trí thỏa đáng hoàn toàn có thể cứu sống ta từng nhìn qua ở bên trên một quyển sách vừa rồi trương sư còn rất tốt bây giờ lại biến thành như vậy rất có thể là loại tình huống này lạc thất thất nói nếu là chết giả như vậy có cứu chữa phương pháp hay không? Phi Nhi công chúa nhìn qua, hình như cần phải có người nhanh chóng hút linh khí từ trong cơ thể hắn ra. Cao mày, nghĩ một lát, Lạc Thất Thất nói, "Nhanh chóng hấp thụ." Phi Nhi công chúa cũng không rõ ràng cho lắm. Bình thường dùng lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay để hấp thụ, tốc độ quá chậm sẽ rất dễ dàng tạo thành khác biệt với linh khí. Nếu không cẩn thận sẽ sẽ dẫn đến kinh mạch vỡ tan, đừng nói là không cứu sống được coi như cứu sống thì cũng chỉ là một phế nhân nhất định phải dùng phương pháp nhanh nhất để hấp thụ lạc thất thất nói đến đây khuôn mặt đỏ lên cũng chính là miệng dán với miệng miệng da mặt phi nhi công chúa co lại lòng bàn tay áp vào nhau có thể hấp thụ linh khí trong cơ thể đối phương quả thực tốc độ sẽ không quá nhanh một khi hấp thu một bộ phận sẽ tạo thành áp lực linh khí trong cơ thể kém sẽ rất dễ khiến cho kinh mạch sụp đổ mà một khi xuất hiện loại tình huống này đừng nói là không cứu sống cho dù thành công thì cũng không sai biệt lắm đã bị phế đi nhưng mà trai gái khác nhau miệng dán với miệng hấp thụ linh khí hắn là lão sư của ngươi ngươi nhanh cứu hắn đi hơi đỏ mặt phi nhi công chúa nói ta lạc thất thất vội vàng xua tay đầu lắc lắc giống như chống lúc lắc vậy lễ nghi sư đồ cao hơn tất cả chuyện này quá mức thân mật ta không thể làm chỉ là ngươi không phải ngươi muốn vượt qua hắn khi đánh cược ư. Nếu hắn thực sự không sống được, có khả năng cả một đời ngươi sẽ phải cõng tên tuổi tỷ nữ, cũng không còn cách nào xoay người được. Cái này, sắc mặt phi nhi công chúa tái nhợt. Lời đối phương nói chính là chuyện mà nàng rất xoắn suýt. Hiện tại đánh cược thua, vẫn có thân phận tỷ nữ của đối phương, nếu như thực sự tên này chết ở chỗ này, nàng cũng không nói rõ được, cũng không tả rõ được a à rất có thể người khác sẽ cho rằng là nàng không muốn nhận thua, mới lạnh lùng hạ sát thủ, như vậy, coi như nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch tội. Rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ? Chỉ là một lần đánh cược, kết quả lại phải có trách nhiệm đối với nhân sinh của tên này, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Muốn cứu hắn thì động tác phải nhanh lên, thời gian chậm trễ càng dài thì khả năng cứu sống càng nhỏ. Thấy hảo hữu do dự, lạc thất thất vội nói. Vẻ mặt xoắn suýt, chân chờ một chút, không biết phi nhi công chúa nghĩ tới điều gì mà cắn răng nói tốt cứu thì cứu từ khi ra đời nàng luôn được nuông chiều còn chưa hề phải thua thiệt lớn như thế tên này không chỉ đánh được thắng nàng mà còn đạp cho cái mông nàng sưng đỏ thiếu chút nữa đã không đi đường được trong lòng tức giận đồng thời càng nhiều hơn chính là tâm tư muốn đường đường chính chính thắng ngược lại đối phương mà hắn sắp phải chết thật còn thắng thế nào cơ chứ muốn thắng cũng không có cơ hội lại nói cứu thì cứu nhìn nữ giang hồ cũng không tính là gì cắn răng chân khí trong cơ thể vận chuyển miệng lập tức hôn tới phía đối phương người muốn làm gì trương huyền đang ở giữa trong ao chạy tới nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại thiếu chút nữa đã ngất đi hiện tại hồn thể của hắn quá mức mạnh mẽ lại thêm linh khí hóa thanh chỉ không có nhiều như vậy cho nên vì đề phòng người khác phát hiện ra hắn đành đi từ dưới đáy hồ tới cho nên cũng không biết tình cảnh ở phía trên. Vừa rời khỏi mặt nước, muốn đi vào thân thể thì đã thấy vị Lục công chúa này ôm lấy thân hắn, muốn hôn. Thiếu chút nữa hắn đã trực tiếp bị hù chết. Bình thường thoạt nhìn vị Lục công chúa này rất là bình thường, một lời không hợp là động thủ, thế nhưng chuyện này cũng quá không đáng tin cậy a. À. Trong lòng tràn ngập buồn bực, đang muốn đưa tay gạt đối phương ra thì đã nghe một đạo thanh âm khẩn trương vang lên. Lục công chúa lập tức hắn đã nhìn thấy hình viễn nhanh chân đi tới trước mặt lúc này hình viễn trong lòng cũng sụp đổ hắn tốn không biết bao nhiêu năm ngay cả sắc mặt tốt cũng không có thu được từ lục công chúa hiện tại không ngờ đối phương lại chủ động hôn một người mới quen không có mấy ngày còn là ra hỏa làm nàng tức giận thiếu chút nữa gần chết có cần phải điên cuồng như vậy hay không a à, hình viễn người đã đến quá tốt rồi thấy tên này xông lại phi nhi công chúa hơi đỏ mặt Chẳng qua đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng vẫy tay. "Mau tới đây cứu hắn." Chương 1144, nụ hôn đầu tiên của Trương Huyền đã mất hai. "Cứu hắn." Hình Viễn sững sờ. "Đúng, hiện giờ ta không kịp nói tỉ mỉ, nếu muốn hắn, cần phải miệng dán miệng hấp thu linh khí trong cơ thể hắn ra, nhanh lên, nếu không thời gian không còn kịp nữa rồi." Phi Nhi công chúa vội nói. "Miệng đối miệng" thân thể hình viễn nhoáng một cái ta và hắn sao trương huyền ở trong ao hai mắt tối sầm lại mặc dù ta rất chú trọng tu dưỡng bản thân không muốn không xuất hiện quá nhiều quan hệ liên quan nữ tử thế nhưng hôn môi với một nam nhân cái quỷ gì vậy nếu như bị người này hôn cho dù không chết cũng chán ghét tới chết a đúng vậy nhanh lên nếu không sẽ không còn kịp nữa phi nhi công chúa gật đầu ta trương huyền sắp thổ huyết hình viễn cũng cảm thấy trong lòng sụp đổ. Người không đến thì để ta tới. Thấy hắn xoắn suýt như thế, Phi Nhi công chúa nói. Vẫn để ta tới đi. Hình viễn cắn răng. Coi như hy sinh tiết tháo của hắn thì cũng không thể để cho nữ thần trong lòng ăn thiệt thòi. Vừa tung người cũng nhảy vào trì nhãn, tiện tay ôm lấy thân thể Trương Huyền, mang mang theo cái miệng đầy dâu đưa tới. Mẹ nó, Trương Huyền thiếu chút nữa đã khóc. Không được, nhanh thân thể trở lại, nếu không nụ hôn đầu của ta sẽ không còn. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới việc chán ghét nữa, hồn thể nhoáng một cái đã chui vào bên trong thân thể. Chỉ cần linh hồn đi vào thân thể thì có thể tỉnh táo lại, hóa giải tình cảnh xấu hổ trước mắt. Ừm, tiếp xúc với mi tâm, Trương Huyền lập tức cứng đờ. Lần tu luyện này, dáng dấp của hồn thể thực sự quá lớn, vượt xa phạm vi mà thân thể có thể dung nạp, thế mà trong lúc nhất thời không chui lọt vào được nói cách khác hồn thể quá lớn thân thể quá nhỏ muốn chui vào trong thời gian ngắn căn bản không làm được thế nhưng tên kia sắp hôn tới đây rồi mặc kệ thấy môi của đối phương lập tức sắp đụng vào miệng của mình trương huyền cũng không nhịn được nữa hồn lực ngưng tụ dùng một cước đạp tới hồn thể vô hình vô chất nếu như không muốn để cho người ta nhìn thấy căn bản sẽ không thấy được mà cần phải chiến đấu với người ta thì mới có thể hóa ra hình thể Phanh, không nghĩ tới sẽ có người ra tay với mình, Hình Viễn còn không có kịp phản ứng thì đã bị một cước đạp vào trên mặt. Miệng kêu thảm một tiếng, đầu ngã vào ao nước. "A cứu mạng." Hình Viễn kêu thảm. Vốn cho rằng ngã vào hồ nước sẽ giống như vũ khí linh cấp trung phẩm trước đó, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành chất lỏng. Ai ngờ, hô hồ một hồi lại phát hiện ra cũng không có có dị dạng, vẻ mặt hắn tức thì đỏ lên. Linh khí bên trong hóa thành chỉ đã bị hấp thu sạch đã mất đi sự cuồng bạo. Cho nên đương nhiên cũng không có năng lực ăn mòn sinh mệnh, đừng nói là không có cách nào làm tổn thương hắn, coi như một người bình thường không có tu luyện đi vào thì cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Có thể nói hóa thanh chỉ hiện tại đã không có gì khác biệt so với ao nước bình thường. Người muốn làm gì? Vẻ mặt phi nhi công chúa rất là âm trầm như xương. Vốn nghĩ rất nhanh tên này có thể cứu sống trương sư về thế nhưng không nghĩ tới còn không có đi qua thì đã nhảy về phía sau lại kêu thảm một tiếng người này muốn làm gì cơ chứ nổi điên như vậy làm gì cơ chứ hồn thể công kích mặc dù cũng nhìn không thấy sờ không được thế nhưng bọn hắn đều là danh sư ngũ tinh nếu tinh tế quan sát thì nhất định cũng có thể nhìn ra chỗ không đúng nhưng bây giờ tất cả đều dồn lực chú ý tập trung vào việc có thể cứu sống vị trương sư này hay không cho nên ai cũng không có phát hiện ra được không muốn cứu thì thôi đi Giả vờ cái gì mà giả vờ. Khoát tay chặn lại, cũng không đợi đối phương giải thích, Phi Nhi công chúa nổi giận đùng đùng. Vừa rồi ngay cả một cái bóng quỷ cũng không có mà cái tên này lại nhảy về phía sau, rất rõ ràng là không muốn cứu. Nếu như không muốn cứu thì thôi đi, làm chậm trễ là sao cơ chứ? Ta, nước mắt hình viễn chảy ra, thiếu chút nữa đã khóc lớn. Trên mặt ta có dấu chân lớn như thế, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hay sao? mắng một câu, không thèm để ý tới hình viễn không muốn cứu người, khóe miệng phi nhi công chúa nhếch lên, lần nữa hôn về phía trương huyền. Lục công chúa, hình viễn công tử, lạc thất thất tiểu thư, các người đang làm gì vậy? Còn chưa có tiếp xúc thì đã lần nữa nghe thấy một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Lúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Vấn Thiên bệ hạ đã đi tới trước mặt. Lúc này Diệp Vấn Thiên cũng phát ngốc, vốn hắn muốn tranh thủ thời gian để cho đám người lục công chúa rời khỏi trì nhãn, vừa đến thì lại nhìn thấy cảnh này trong lòng hắn rất là xấu hổ đồng thời trong lòng cũng cảm khái người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng cởi mở giữa ban ngày ở trong ao nước lại dám làm như vậy người đã đến rồi dường như lúc trương sư tu luyện đã xảy ra vấn đề người nhanh hỗ trợ nhìn xem làm sao có thể cứu được hắn nhìn thấy diệp vấn thiên tới phi nhi công chúa nhẹ nhàng thở ra một hơi lại vội vàng nói đối phương là cường giả hóa phàm bát trọng đỉnh phong càng là chủ một nước bất kể là nhãn lực hay là hiểu biết đều không phải là người mà là thất thất có thể so sánh có lẽ không dùng miệng đối miệng là đã có thể cứu sống người lại xảy ra vấn đề diệp vấn thiên sững sờ tràn ngập xấu hổ hắn còn tưởng rằng hai người muốn làm cái gì hóa ra là đã xảy ra chuyện nghĩ thông suốt điểm ấy lông mày hắn nhíu một cái vị này rất có khả năng là tồn tại có thể xung kích chiến sư càng quan trọng hơn là mạc đường chủ hồng viễn đế quốc bảo vệ đối phương nếu như thật sự xảy ra chuyện ngôi vị hoàng đế bệ hạ này của hắn cũng không cần làm nhảy vào trì nhãn vội vàng đi tới trước mặt trương huyền nhìn thoáng qua khẽ nhíu mày thế nào thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc phi nhi công chúa hỏi hình như là con mắt diệp vấn thiên trợn tròn tràn ngập vẻ không thể tin được hồn phách ly thể chương 1145, bò tiến vào một Hồn phách ly thể. Tất cả đám người phi nhi công chúa, lạc thất thất đều sướng sờ. Hồn phách ly thể cũng gọi mất hồn, là chuyện mà võ giả rất kiêng kỵ, một khi không có cách nào quay về. Như vậy thân thể sẽ biến thành xác sống, trực tiếp tử vong. Chỉ là, muốn hồn phách ly thể, đầu tiên hồn thể phải đủ cường đại, kém cỏi nhất cũng phải đạt tới hợp linh cảnh đỉnh phong, thậm chí là kiều thiên cảnh một tiểu tử chọc thanh cảnh làm sao lại xuất hiện loại tình huống này cơ chứ hồn phách ly thể do nhiều loại nguyên nhân tạo thành khi tu luyện linh hồn phạm phải sai lầm bị trận pháp đặc thù hấp dẫn áp chế không nổi tâm ma có thể là tu vi trương sư không đủ mạnh mẽ dùng bí pháp nào đó để tu luyện linh hồn cho nên mới xuất hiện loại tình huống này nếu không tranh thủ thời gian để hắn quy vị ta sợ không bao lâu nữa hắn sẽ thật sự chết đi vẻ mặt diệp vấn thiên rất là nghiêm túc hồn phách ly thể cũng không phải chỉ có vu hồn sư mới có thể làm được. Một chút trận pháp lợi hại, phương pháp mê huyễn sở dĩ có thể làm cho không người nào có thể tự kềm chế được chính là câu dẫn chỗ yếu nhất của linh hồn. Thế nhưng phương pháp cứu chữa? Lạc thất thất lo lắng hỏi. Vị này chính là lão sư đan dược có ân với nàng, nếu như thực sự bởi vì hồn phách ly thể mà tử vong, như vậy thì nguy rồi. Có thì có, chẳng qua rất phiền phức, chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa quay đầu nhìn thoáng qua hóa thanh trì không ngừng chảy xuôi, Diệp Vấn Thiên nhíu mày không thôi. Muốn làm cho người hồn phách ly thể tỉnh táo lại, trình tự cực kỳ phức tạp và phiền phức, không có mấy canh giờ, thậm chí mười mấy canh giờ thì không có khả năng hoàn thành. Hiện tại ao nước đã chảy xuôi sạch sẽ, núi lửa sắp có khả năng bộc phát, thời gian rõ ràng đã không còn kịp nữa. Vậy làm sao bây giờ? Lên bờ trước rồi lại nói. Biết nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, Diệp Vấn Thiên khoát tay áo, ôm Trương Huyền dẫn đầu nhảy lên bờ đi. Ai, ai? Hồn thể cực lớn của Trương Huyền trong ao nhìn thấy thân thể cực lớn trực tiếp bị ôm đi, hắn khóc không ra nước mắt. Các ngươi đang muốn cứu ta, hay là muốn giết ta a? À? Để thân thể ở lại chỗ này, coi như hồn phách rất khó đi vào thì nương theo thời gian trôi qua, cũng có thể thành công. Còn trực tiếp ôm đi, nếu như ta đi qua, chỉ sợ còn chưa đến trước mặt thì đã bị diệp vấn thiên xem như âm hồn mà đánh tan không được nhất định phải chờ cơ hội đoạt lại thân thể trần chờ một chút cuối cùng hồn thể vẫn không có đuổi theo thiên đạo công pháp hình thành vu hồn mặc dù không có âm khí làm cho người ta rất khó phát giác ra được thế nhưng nếu chạy đến trước mặt đối phương vẫn rất dễ dàng bị nhìn thấu nhất là vị diệp vấn thiên này tu vi đã đạt tới hóa phàm bát trọng đỉnh phong cả người cực nóng như là Thái Dương, tùy tiện chạy tới, chỉ sợ còn chưa có nói ra thân phận thì đã bị đánh chết tại chỗ. Lại nói, coi như chứng minh thân phận thì đối phương cũng phải tin tưởng mới được. Một người tu luyện chọc thanh cảnh, có hồn thể cao gần tới 10 mét, còn tự động ly thể để tu luyện. Những chuyện này, nên giải thích như thế nào chứ? Cho nên, kế trước mắt, vẫn không thể để cho người khác phát hiện ra hồn thể cực lớn của hắn. Chỉ cần tìm cơ hội thích hợp, chui vào thân thể, như vậy mọi chuyện đã có thể giải quyết tốt đẹp không cần giải thích quá nhiều nhiều nhất chỉ nói tu luyện quá nhanh chỉ vì cái trước mắt mà xuất hiện sai lầm hồn thể của trương huyền giấu ở trong hồ nước vì thời mà động thân thể đã được diệp vấn thiên dẫn tới sân nhỏ trước đó trương sư làm sao vậy đám người hồng sư la tuyền thấy hắn cứng ngắc bất động tất cả đều gấp gáp tiến lên nghinh đón hẳn là hồn phách ly thể diệp vấn thiên hạ thấp giọng nói hồn phách ly thể sắc mặt hồng sư tái nhợt thân thể run rẩy một cái tại sao lại có thể như vậy vị này chính là trương sư a lão sư của hắn chính là tồn tại siêu cường bát tinh hư hư thực thực để hắn hồn phách ly thể một khi bị lão sư hắn biết đừng nói là huyễn vũ đế quốc cho dù là toàn bộ hồng viễn đế quốc chỉ sợ cũng sẽ xong đời nếu ta đoán không nhầm hẳn là lúc hắn vừa mới tu luyện hóa thanh chỉ đột nhiên xảy ra sao động đánh tan linh hồn khiến cho nhục thể của hắn biến thành cái xác không diệp phấn thiên nói hiện tại cũng chỉ có một lời giải thích này mà thôi nếu không làm sao những người khác bình yên vô sự mà hắn lại biến thành như vậy chứ nhất định là bị biến cố ao nước làm ảnh hưởng kích động hồn phách loại tình huống này nếu như linh hồn hoàn chỉnh thì còn dễ tìm kiếm một khi tán loạn sợ rằng muốn cứu sống cũng sẽ rất khó cái này sắc mặt tái nhợt Hồng Sư đang muốn hỏi thăm nên chữa trị thế nào thì đã cảm giác mặt đất lắc lư một hồi, một luồng khí tức nóng rực từ trong ao bốc lên phía trên. Nguy rồi, sắp bạo phát rồi. Vẻ mặt biến đổi, Diệp Vấn Thiên cũng không để ý tới Trương Huyền nữa mà đặt thi thể, hắn xuống cái bàn đá, lại vội vã nhìn sang một bên. Hóa thanh chỉ đột nhiên sinh ra biến cố, cũng dẫn tới sự chú ý của những người khác, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn qua chỉ thấy lúc này ao nước lần nữa giống như bị đun sôi không ngừng tản ra khí nóng hơi nóng hầm hập chảy xuôi ra bốn phía mặt đất không ngừng lắc lư dường như phía dưới toàn bộ sân nhỏ có phong tỏa một đầu man thú cực lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra tàn sát sạch sẽ bọn hắn nơi này bị sao vậy thấy mặt lắc lư càng ngày càng lớn tất cả mọi người đều nhíu mày có lẽ sắp không kiên trì được nữa siết chặt nắm tay vẻ mặt diệp vấn thiên càng ngày càng trắng vốn hắn còn tưởng rằng coi như trận pháp tổn hại thì hóa thanh chỉ đã tích lũy nhiều năm, vẫn có thể trấn áp được mấy canh giờ như cũ, thế nhưng không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hẳn là không đến 10 phút đồng hồ sẽ không áp chế nổi địa mạch và núi lửa ở phía dưới nữa. Khi đó lực lượng cuồng bạo hung mãnh sẽ trực tiếp tuôn ra. Diệp tiền, mau dẫn đám người lục công chúa rời khỏi đây đi. Vừa quay đầu, hắn vội vàng phân phó. Hắn thân là hoàng đế bệ hạ, Tự nhiên không thể rời khỏi đây được, thế nhưng đám người Lục công chúa tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vâng, Diệp Tiền cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn vội vàng đi tới trước mặt Phi Nhi công chúa rồi nói: "Lục công chúa, Hình Viễn học trưởng, có lẽ hóa thanh chỉ sẽ không kiên trì được bao lâu nữa, sắp nổ tung, nơi này vô cùng nguy hiểm, ta mang các ngươi rời khỏi." Chương 1146, bò tiến vào hai. Được Hình viễn khẽ gật đầu, đang muốn gọi Phi Nhi công chúa rời khỏi thì chỉ thấy lông mi nàng nhíu lại. Tên kia hồn phách ly thể, có phải linh hồn cũng ở trong hóa thanh trì hay không? Cái này, Diệp Tiền sướng sờ, hẳn là như vậy đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Không máu chóng tìm ra linh hồn, đưa vào thân thể, như vậy người sẽ thực sự chết. Phi Nhi công chúa nói, cái này người yên tâm đi, chúng ta sẽ phái người đi tìm, học tỷ nên tranh thủ thời gian rời đi là được. Diệp tiền vội nói, ừm, um. lên tiếng đáp, Phi Nhi công chúa nhìn về phía bằng hữu của mình rồi nói. Chúng ta đi trước đi. Nàng muốn cứu Trương Huyền, đó là bởi vì không muốn một mực làm tỷ nữ của đối phương, bây giờ đối phương đang linh hồn ly thể, nàng cũng hết cách rồi. Coi như tiếp tục đợi ở chỗ này thì cũng là vô dụng, còn không bằng rời khỏi. Người đi trước đi, Trương Lão Sư có ân với ta, hiện tại người không rõ sống chết, nếu như cứ thế mà đi, ta thực sự có lỗi với ân thụ nghiệp. Lạc thất thất lắc đầu. Vị trương sư này từng chỉ điểm nàng luyện chế đan dược, khiến cho luyện đan thuật của nàng tăng lên nhiều. Còn là lão sư mà nàng đã từng bái qua. Lúc này đối phương hôn mê bất tỉnh, giống như là tử vong, nếu để nàng một mình rời khỏi nơi này, nàng thực sự không làm được. Người không đi, vậy thì ta cũng không đi, ta cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc hóa thành trì này đã xảy ra chuyện gì. thấy hảo hữu không đi, phi nhi công chúa cũng khẽ gật đầu. a, à, nghe thấy hai người quyết định không đi, diệp tiền thiếu chút nữa đã phát điên. trong lúc hắn đang không biết nên khuyên can như thế nào thì đã nghe thấy một trận tiếng gió thổi siêu siêu ở không trung, một đầu linh thú phi hành cực lớn đã đi tới trước mặt. siêu siêu siêu, ngay sau đó đã có vài bóng người từ không trung nhảy xuống bên dưới là vệ sư và ngô hội trưởng trận pháp sư công hội nhìn thấy thân ảnh mấy người này ánh mắt diệp tiền sáng lên bí mật của hóa thanh chỉ hắn cũng biết một chút tình huống trước mắt này rất rõ ràng là ao nước đã xuất hiện biến cố dẫn đến trận pháp nứt toác ngô hội trưởng là hội trưởng trận pháp sư công hội là trận pháp sư ngũ tinh đỉnh phong người ta tự mình tới đây có lẽ sẽ có biện pháp ngăn cản lại chống đỡ bảo tạc xoay chuyển tình thế ngược lại làm sao lại biến thành như vậy chứ? rơi xuống đất, nhìn thấy ao nước chút xuống bốn phía, ở nơi đó không ngừng chấn động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, ngô hội trưởng nhướng mày hỏi một câu. Hoàng thất huyến vũ đế quốc hàng năm đều mời hắn tới gia cố trận pháp, cho nên hắn biết rất kỹ càng về trận pháp, dựa theo đạo lý bình thường, chỉ là tu luyện ở bên trong chỉ nhãn, sẽ không xuất hiện loại sự tình này chứ, làm sao? Lại trực tiếp sụp đổ vậy. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ có điều, bây giờ không phải là thời điểm để nói những chuyện này. Ngô hội trưởng mau nhìn xem còn có biện pháp để tu bổ trận pháp, để cho núi lửa phía dưới không phun trào nữa hay không. Diệp Vấn Thiên vội nói. Bây giờ dù hắn óc nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nhất định phải tranh thủ thời y gần nhìn xem có cách nào cứu vãn tình thế hay không. Nếu không, mọi người chờ đợi ở chỗ này đều không sống được. Ừm, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này không phải là thời điểm để nói những chuyện này, ngô hội trưởng khẽ gật đầu, nhìn sang ao nước ở trước mắt. Lộc trưởng lão, người đi bảo vệ khảm vị, hàn trưởng lão, người đi cấn vị. Nhìn một hồi, hắn quay đầu phân phó. Mấy lão giả đi theo phía sau hắn, cùng từ trên lưng linh phú phi hành khẽ gật đầu, đồng loạt đi tới vị trí tương ứng, bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái, từng cái trận kỳ cắm vào trên mặt đất. Âm âm, nương theo trận kỳ xuất hiện, ao nước tràn ra bốn phía giống như đã bị cái gì phong tỏa vậy lập tức dừng lại chỉ là giống như là một đầu cuồng long đang bị đè lại trình độ lắc lư càng ngày càng kịch liệt dường như bất kỳ lúc nào cũng sẽ thoát khỏi ràng buộc lần nữa phun ra ngoài không đúng ngô hội trưởng nhướng mày làm sao vậy diệp vấn thiên bệ hạ đến trước mặt hắn rồi hỏi vị trí của hóa thanh trì vừa vặn là chỗ giao hội của thanh tắc sơn long lân hà và địa mạch linh khí đầy đủ trước đó bố trí trận pháp chính là vì mượn linh khí hùng hậu ở nơi này để khởi động. Cho nên mới có thể ngăn chặn lực lượng cuồng bạo do tam phương giao hội sinh ra. Làm sao hiện tại ngay cả một chút linh khí cũng không có cơ chứ? Vẻ mặt ngô hội trưởng rất là ngạc nhiên. Không có linh khí. Thân thể Diệp Vấn Thiên cứng đờ, cẩn thận cảm nhận qua một chút, quả nhiên hắn cũng cảm giác được có chỗ không đúng. Linh khí ở nơi này quá mức mạnh mẽ, ngay cả hóa phàm bát trọng tiến vào bên trong cũng có thể tùy tiện bị rảo sát sao lúc này lại không thấy tăm hơi gì nữa chứ đúng vậy a à. ngô hội trưởng gật gật đầu đang muốn tiếp tục nói chuyện thì lập tức nghe được có người sau lưng thét lên một tiếng nghe thấy tiếng thét này diệp vấn thiên cũng không hỏi nhiều mà vội vàng quay đầu ngay sau đó hắn đã thấy lạc thất thất và lục công chúa nghi hoặc nhìn về phía người gọi là la tuyển danh sư trương lão sư đâu rồi ở ngay phía trước các nàng Thi thể Trương sư vốn được đặt ở trên một cái bàn đá chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, đã mất đi tung tích. Hắn, hắn. Nghe thấy câu hỏi của hai người, khóe miệng La Tuyền không ngừng run rẩy, hai mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt sắp khóc tới nơi. Tay lại chỉ về ao nước cách đó không xa. Hắn vốn nằm đó, ta vừa không chú ý thì đã tự mình bò vào. Chương 1147, thân thể quá yếu một. Tự mình bò vào sao? chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều có cảm giác giống như là bị người ta đánh một gậy vào đầu từ đằng sau vậy. Người coi ta là kẻ ngu sao, hắn ta hồn phách ly thể, giống như tử thi vậy, làm sao có thể bò vào hóa thanh trì cơ chứ? Phi Nhi công chúa nhíu mi, hai mắt trợn lên. Người dọa người sao, dù có muốn thì cũng nên tìm lý do tốt hơn một chút chứ. Vị trương sư này vừa rồi nàng đã nhìn qua, trái tim và hô hấp toàn bộ đều dừng lại thân thể vừa cứng lại lạnh như băng không có khác nhau chút nào so với tử thi coi như nhấc cũng không nhất định có thể khiêng đi làm sao lại có thể tự mình bò rời khỏi nơi này được chứ mấy người diệp vấn thiên hồng sư cũng có suy nghĩ giống vậy bọn họ muốn nghe giải thích của hắn ta đây là sự thực a à. thấy vẻ mặt giống như nhìn kẻ tâm thần của mọi người la tuyển sắp phát điên rồi vừa rồi động tính của hóa thanh chỉ thực sự quá lớn Ánh mắt mọi người đều bị tập trung vào đó, hắn cũng không ngoại lệ. Trong lúc đang xem rốt cuộc ao nước sẽ xuất hiện tình huống gì thì hắn loáng thoáng nhìn qua, đã nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện. Chính là vị Trương Huyền nằm ở trên mặt đất giống như thi thể này. Tên này không biết lấy lực lượng từ đâu, hai tay chống đất, nhanh chóng bỏ qua ao nước. Ngay cả hắn cũng chỉ thấy một đạo bóng xám, cụ thể là cái gì cũng không thấy rõ. Đừng có gấp, vừa rồi hắn bỏ đi vào như thế nào là tỉnh lại, hay là vẫn bộ dáng kia. Thấy khuôn mặt hắn vặn vẹo, sắp nói không ra lời, lạc thất thất không nhịn được phải hỏi một câu. Hắn, ánh mắt hắn vẫn nhắm, thân thể cũng cứng ngắc, căn bản không có tỉnh lại, cũng không có chút sinh cơ nào. La Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua, thế nhưng là nửa bước danh sư ngũ tinh, hắn vẫn nhìn ra được một chút chi tiết. Tên này ngoại trừ có thể cử động ra cũng không có gì khác nhau so với trước đó, cảm giác giống như con rối giật dây vậy, bị đồ vật gì đó dẫn dắt đi đi về phía trước. Đương nhiên, chi tiết cụ thể, có muốn nói cũng không nói ra được. Thân thể cứng ngắc, mắt vẫn nhắm, tự mình bò vào hóa thanh trì. Đôi mi thanh tú của Phi Nhi công chúa nhíu lại. Ý của ngươi là, hắn ta là xác chết vùng dậy. Khổ khổ, Diệp Vấn Thiên thiếu chút nữa đã bị nước bọt làm nghẹn. Trương sư chỉ là hồn phách ly thể, cũng không phải là tử vong, cho nên... Không tồn tại chuyện xác chết vùng dậy a. À. Như vậy, tự mình chạy rốt cuộc là chuyện gì chứ? Hồng sư không nhịn được nói. Mọi người ở đây đều biết thân phận Trương Huyền, ngay cả hắn và La Tuyền, tất giang hải. Mặc dù cũng từ thi đấu danh sư đi ra, thế nhưng chuyện buổi tối hôm đó, bọn hắn cũng không có tham dự qua, cho nên cũng không quá rõ ràng. Đệ tử thân truyền của một vị danh sư bát tinh, không nói tới việc bị chỉnh tới mức hồn phách ly thể, còn xuất hiện tình huống xác chết vùng dậy chuyện này bảo hắn nên ăn nói như thế nào đây? Ta cũng không rõ ràng cho lắm. Diệp Vấn Thiên lắc đầu. Một màn quỷ dị như vậy, dù là hắn cũng chưa từng nghe qua. Âm âm. Trong lúc mọi người ở đây tràn ngập kỳ quái, cẩn thận suy tư rốt cuộc là tình huống gì mà có thể khiến cho một người hồn phách ly thể có thể bỏ trốn đi được thì phía trước lần nữa lắc lư kịch liệt. Tất cả mọi người đều lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã sắp xuống. Nguy rồi, lực lượng địa mạch càng ngày càng mạnh sắp không kiên trì được nữa rồi. Mọi người cùng nhau hỗ trợ, chỉ cần rót chân khí trong cơ thể vào ao nước, duy trì sự ổn định là được. Ngô hội trưởng gào thét một tiếng. Nghe thấy tiếng thét, mọi người cũng không để ý tới Trương Huyền, xác chết vùng dậy, chạy trốn nữa mà lần nữa nhìn lại về phía trước. Chỉ thấy ao nước bị trận kỳ phong tỏa lần nữa kích động, giống như bị thiêu đốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra lần nữa. Trước đó đám người Lộc trưởng lão Hàn trưởng lão vì bảo vệ trận pháp ổn định mà chân khí mỗi người đều điên cuồng tuôn ra, sắc mặt trắng bệch, dường như bất kỳ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi nữa. Được rồi, nhanh hướng rót chân khí vào ao nước. Nghe thấy hắn nói vậy, Diệp Vấn Thiên cũng biết đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, cho nên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều mà tiến về phía trước một bước, bàn tay lớn vỗ một cái, chân khí hùng hậu lập tức rót vào ao nước. Âm âm, nước trong hồ lần nữa có chân khí rót vào, trận kỳ có chút lắc lư lập tức hơi ổn định hơn một chút. Ngay sau đó vệ sư, hồng sư, lạc thất thất, phi nhi công chúa cùng tất cả người ba thứ hạng đầu đều nhao nhao ra tay. Vô số đạo chân khí truyền vào trong, trận pháp không ngừng lắc lư bắt đầu hướng tới sự ổn định. Mà ao nước lắc lư kịch liệt phía dưới cũng trở nên vững vàng. Chỉ có điều, vẫn có thể nghe được tiếng giết gào của núi lửa phía dưới như cũ. Tựa như cửa thú đã bị áp chế trong thời gian ngắn, nương theo thời gian trôi qua vẫn có thể phá khốn mà ra ngô hội trưởng dùng man lực như vậy không phải là kế lâu dài vệ sư không nhịn được nói hiện tại có nhiều người lực lượng lớn dựa vào man lực dựa vào số lượng chân khí có thể duy trì trận pháp vận chuyển ngăn chặn địa mạch và núi lửa ở phía dưới thế nhưng một khi chân khí của mọi người hao hết như vậy sẽ rất có khả năng bắn ngược lại hơn nữa địa mạch nương theo thời gian càng nhiều thì lực lượng hội tụ cũng càng mạnh sẽ giống như lò so vậy, càng áp chế thì lực bắn ngược lại càng lớn, đến lúc đó càng không có kết thúc tốt đẹp gì cả. đúng vậy a, à, các ngươi đi áp chế trước, để ta xem trận pháp này vận chuyển như thế nào một chút, nhìn xem có thể kết hợp tốt hơn, dùng hợp thanh tắc sơn, long lân hà, triệt để khống chế núi lửa phía dưới lại được hay không. Ngô hội trưởng nói, trận pháp có thể căn cứ vào sông núi, địa lý, thậm chí ngay cả nhật nguyệt tinh thần biến hóa mà biến hóa, biểu hiện ra uy lực khác biệt. Hiện tại tất cả trưởng lão mà hắn mang tới, mặc dù nhờ vào trận kỳ có thể một lần nữa khởi động lại trận pháp, thế nhưng trải qua chấn động vừa rồi, hình thái nơi đó đã thay đổi, nhất định phải tiến hành điều chỉnh thích hợp với trận pháp thì mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu quả thật có thể khiến cho trận pháp thành công vận chuyển, một lần nữa hội tụ linh khí. Như vậy có lẽ sẽ có thể chống lại một màn trước mắt, giải quyết tình thế nguy cấp trước mắt. Được chương 1148, thân thể quá yếu, hai. Mấy người Diệp Vấn Thiên, vệ sư cũng biết tình huống này, cho nên cũng không nói thêm lời nào mà đều mở bàn tay ra, điên cuồng truyền chân khí vào trong nước hồ, duy trì hiện trạng như vậy giờ. Làm cho hồ nước không còn xuất hiện biến cố lớn hơn nữa. Mà ngô hội trưởng thì cầm la bàn trong tay, dọc theo trận pháp xoay chậm rãi tìm kiếm phương thức có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của trận pháp. Trên bờ đã loạn thành một bầy. Trong hồ nước, hồn thể của Trương Huyền thở dài một hơi. May mắn mà ao nước bạo động đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nếu không, muốn cầm thân thể về nào có dễ dàng như vậy. Bởi vì hồn thể quá lớn, trong lúc nhất thời không có cách nào chui lọt vào, cho nên hắn đành phải nghĩ biện pháp khống chế thân thể cục bộ để cho nó tự mình đi tới. Vốn hắn định khống chế đùi, chân, thực sự khó mà thành công được. Vì vậy qua nửa ngày hắn mới có thể khiến cho cánh tay di chuyển lúc này mới không có cách nào tự mình bò tới hồ nước vì vậy xuất hiện một màn xác chết vùng dậy trong mắt la tuyền không cần quan tâm nhiều như vậy trước đi linh hồn đi vào thân thể rồi lại nói tiếp biết nhất định người bên ngoài đã dọa phát điên rồi chỉ có điều lúc này cũng không phải là lúc để nghiên cứu chuyện này tinh thần hắn khẽ động hồn thể phóng thẳng về phía mi tâm cho dù có khó đi vào thì cũng phải tiến vào nếu không thân thể thật sẽ chết Xì 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 xì, hồn thể cực lớn chui vào bên trong thân thể, giống như muốn nhét một con voi vào trong cánh cửa nhỏ vậy, chen lấn làm cho cảnh vật trước mắt hắn biến thành màu đen. Không chen vào được Ahat, hắn không nhịn được lắc đầu. Hồn thể gần 10 mét cưỡng ép đi vào thân thể chừng một thước tám, nếu không phải hồn thể là vật chất vô hình, chỉ sợ cho dù có đập vỡ xương cốt cũng không đi vào được. Linh hồn đã bị chen chúc làm cho bóp méo, kết quả ngay cả gần một nửa cũng không đi vào được đúng rồi, làm sao phân thân có thể dễ dàng thành công như vậy cơ chứ? Đột nhiên hắn sững sờ. Hồn phách của phân thân so với hắn còn lớn hơn, khi đi vào thân thể rất là nhẹ nhõm, không có chút chướng ngại nào. Làm sao tới bản thân hắn lại phiền phức như thế chứ? Siêu! Trong lòng nghi hoặc, hắn thả phân thân ra, sau khi trao đổi một chút, hắn lập tức không còn gì để nói. Thân thể phân thân là dùng cửu thiên liên thai để luyện chế, mang theo tính dẻo dai cực lớn. Đừng nói là hồn thể cao 10 mét, coi như 100 mét thì cũng có thể nhẹ nhõm chui vào, không cần tốn quá nhiều sức. Mà hắn, nhục thể phàm thai. Nhìn phân thân một chút, cảm thấy bản tôn của mình ngay cả phân thân cũng không bằng, hắn buồn bực một hồi. Chẳng qua hắn cũng đã hết cách rồi, luyện chế thần vật. Xuất phát điểm thực sự quá cao, chỉ tính riêng chuyện này cũng đã không phải là chuyện mà mình có thể so sánh. Xem ra sau khi đi ra ngoài, phải tranh thủ thời gian tu luyện thân thể, nếu không, nếu tiếp tục tu luyện linh hồn, thân thể căn bản không chịu nổi. Hắn lại lần nữa xoa mi tâm. Sau khi câu thông với phân thân, hắn cũng coi như hiểu được, không chui lọt vào, nguyên nhân chủ yếu nhất là thân thể không đủ cường đại. Nếu như có thể giống như cửu thiên liên thai, như vậy lại đơn giản 10 phần. Thân thể hắn cũng chỉ tu luyện tổng cộng được hai lần, lúc ấy cũng chưa có đạt tới hóa phàm cảnh, so sánh với những người khác, xem như cực mạnh. Thế nhưng nếu muốn dung nạp linh hồn khổng lồ như thế, vẫn là có tâm mà không có lực. Chuyện này là sao? Trương Huyền dấp tắp im lặng. Nhìn thấy hóa thanh chỉ có linh khí nồng nặc như thế, một lần cao hứng hấp thu quá độc ác, khiến cho linh hồn không chui lọt vào. Bất đắc dĩ như thế, đoán chừng từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Kế trước mắt, nhất định phải nghĩ biện pháp để tu luyện thân thể chỉ có thân thể mạnh mẽ thì mới có thể chứa đựng linh hồn to lớn như vậy. Thế nhưng không có linh hồn, thân thể không có cách nào khởi động, tu luyện như thế nào đây chứ? Đây chính là quan hệ giữa mâu và thuẫn, khiến cho người ta đau đầu. Âm âm, ngay trong lúc hắn đang yêu sầu, không biết nên làm như thế nào cho phải thì đã cảm thấy ao nước chung quanh lắc lư kịch liệt. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy có một luồng nhiệt lượng cực lớn từ phía dưới sôi trào lên, toàn bộ hóa thanh chỉ giống như đang sôi trào đây là địa nhiệt chẳng lẽ phía dưới là miệng núi lửa hắn nhíu này một cái thân thể được hồn lực bảo hộ coi như nước sôi cũng không đủ để đả thương được chỉ có điều trong nháy mắt khiến cho ao nước biến thành như vậy như vậy chỉ sợ phía dưới là một núi lửa cực lớn bởi vì chỉ có địa tâm hỏa mới có thể cực nóng như thế lúc trước khi dùng xích diễm hạt sen hắn đã từng gặp phải một lần cho nên hắn biết rõ chỗ đáng sợ của loại vật này đúng rồi nếu như có thể dẫn địa tâm hỏa tới lợi dụng địa hỏa và ao nước âm dương tương dung có lẽ có thể không cần linh hồn cũng có thể rèn luyện nhục thể a hắn đang buồn phiền nghĩ xem phải làm như thế nào mới khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó ánh mắt sáng lên một đường đi tới hắn đã đọc qua vô số thư tịch trong đó có không ít thư tịch liên quan tới rèn luyện tăng lực lượng thân thể lên có thứ dùng độc có thứ dùng cực hạn cũng có Thứ chính là loại dùng địa tâm hỏa và hồ nước linh khí này. Địa tâm hỏa, địa mạch sao động hình thành hỏa diễm. Loại này mang theo tính nặng nề của mặt đất, linh khí trì, linh mạch giao hội mà thành, mang theo sự uy nghiêm của tự nhiên, cả hai dung hợp là thứ thích hợp nhất để rèn luyện thân thể. Chỉ là linh khí trong hồ bị ta và phân thân hấp thu không sai biệt lắm. Xác định đây là địa tâm hỏa, cũng biết phương pháp, trong lòng Trương Huyền thoải mái hơn không ít, nhưng vấn đề mới lại tới hóa thanh chỉ này hội tụ linh lực không biết bao nhiêu năm lại bị hắn và phân thân hấp thu dòng giã bốn canh giờ đã tiêu hao hầu như không còn không có linh khí chỉ băng vào ao nước nhất định sẽ không ngăn được địa tâm hỏa không giải quyết được vấn đề này như vậy có dẫn địa tâm hỏa ra thì cũng không phải là rèn luyện nhục thể mà là làm đồ nướng a chỉ cần ở bên trong địa hỏa một hồi lại tra chút dầu và muối là có thể trực tiếp biến thành đồ ăn chương 1149, một cái giải một. Không được thì dùng nó đi. Cổ tay khẽ đảo, hắn mang viên linh thạch được ban thưởng khi thi đấu danh sư ra ngoài. Linh thạch thượng phẩm, linh khí ẩn chứa bên trong rất kinh người. Nếu thực sự không được thì cũng chỉ có thể sử dụng thứ đồ chơi này, nhanh chóng tăng thân thể lên rồi lại nói. Âm âm. Trong lúc hắn đang suy tư thì lại lần nữa nhìn thấy lắc lư một hồi, ngay sau đó đã thấy một loạt thanh âm huyên náo ở phía trên. Lập tức có vô số đạo chân khí từ bên trên tuôn ra, khiến cho ao nước vốn đã không có linh khí lần nữa trở nên sôi trào. Cái này, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Hắn đang buồn không biết làm sao để khiến cho ao nước lần nữa ẩn chứa linh khí thì lại có người đưa chân khí tới, quả thực chính là ngủ gật đưa gối tới, đói bụng đưa mỹ thực a. Hơn nữa, đây là chân khí, thuộc về linh khí đã được rèn luyện, muốn hấp thu lại càng thêm thuận tiện. Nếu chỉ sử dụng linh thạch đơn thuần như vậy trong đó linh khí không có trải qua thuần hóa, thân thể có hấp thu cũng không tiện, nhưng chân khí lại khác. Chân khí là thứ được người tu luyện rèn luyện qua, giống như dược dịch đã được chiết xuất qua vậy, có thể tùy tiện hấp thu, tránh phiền phức phải chiết xuất. Chẳng lẽ người ở phía trên biết ta muốn tăng lực lượng thân thể lên cho nên mới cố ý đưa chân khí tới? Gãi gãi đầu, Trương Huyền không rõ ràng cho lắm. Vừa rồi hắn còn đang nghiên cứu xem nên làm như thế nào để cho linh hồn đi vào thân thể, không có chú ý phía trên đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ những người này biết mình cần linh khí, không tiếc hao phí chân khí của bản thân để rót vào ao nước hay sao? Như vậy thật sự quá là ngại ngùng a. À. Cảm động một hồi, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía phân thân. Người đi dẫn địa tâm hỏa lên, ta đi tìm kiếm nơi thích hợp nhất để rèn luyện thân thể. Được. Phân thân gật gật đầu, thân thể nhảy lên, bơi xuống phía dưới ao nước. Cửu Thiên Liên Thai là thần vật Nóng lạnh bất xâm, mặc dù địa tâm hỏa mạnh mẽ, thế nhưng đối với hắn còn chưa thể tạo ra được bất cứ thương tổn gì. Phân thân rời khỏi nơi này, mà hồn thể bản Tôn Trương Huyền thì mang theo thân thể, tìm kiếm địa phương thích hợp nhất để rèn luyện thân thể trong ao linh khí. Hiện tại mặc dù thân thể cứng ngắc, không thể động đậy, thế nhưng vẫn có thể mượn Thiên Đạo thư viện để tìm tới vị trí thích hợp nhất. Không lâu sau, Trương Huyền đã ngừng lại, hắn khống chế thân thể, ngồi xếp bằng, lại chơi đùa nửa ngày khiến cho lỗ chân lông toàn thân mở rộng, lúc này hắn mới cảm thấy mát mẻ. Vô số chân khí tán giật chung quanh điên cuồng tràn vào trong thân thể. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thiên đạo chân khí là thứ cơ sở nhất. Là công pháp chính xác nhất cô động mà thành, không thuộc tính, có thể dung hợp bất luận một loại chân khí thuộc tính nào. Bởi vậy, mặc dù khí thức chung quanh hỗn tạp, thế nhưng đối với hắn lại hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Chỉ cần đi vào thân thể, chảy vào tổng đan điền thì sẽ tự động chiết xuất, khiến cho khí tức vẩn đục trước đó hình thành thiên đạo chân khí tinh thuần nhất. Mà thân thể ở dưới những khí tức này rèn luyện cũng trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Ngô hội trưởng, tìm được phương pháp chưa? Thấy ngô hội trưởng tay cầm la bàn đi loạn vài vòng mà không nói chuyện, vệ sư không nhịn được hỏi. Đừng có gấp, đây là đại trận lục cấp, coi như dùng thực lực của ta cũng chỉ có thể ra cố, muốn sửa đổi, khó. Ngô hội trưởng nhíu mày hắn chỉ là danh sư ngũ tinh đỉnh phong, còn không có cách nào bố trí đại trận lục cấp, coi như dùng huyết toàn lực thì cũng chỉ có thể duy trì mà thôi. Muốn nhờ địa thế đã biến hóa rồi tiến hành sửa đổi, vẫn có chút khó khăn như cũ. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực để chúng ta rót chân khí vào A. Vệ sư nói, rót chân khí vào ao nước có thể hóa giải nguy cơ nhất thời, thế nhưng muốn triệt để khống chế cục diện trước mắt, nhất định sẽ không được cho ta một chút thời gian. Ngô hội trưởng khoát tay áo nói. Mặc dù dung nhập chân khí là hành động bất đắc dĩ, thế nhưng trên thực tế tiêu hao cũng không phải quá lớn, các người có nhiều người như vậy hẳn là có thể kiên trì được một canh giờ. Bản thân hóa thanh trì đã ẩn chứa linh khí, lại có năng lực bao dung linh khí, dung nhập chân khí vào trong, cho dù phiền phức thế nhưng vẫn có thể kiên trì được thời gian không ngắn. Trong khoảng thời gian này, có lẽ hắn có thể tìm được phương pháp giải quyết, thành công chữa trị đại trận. Được rồi. Biết hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, vệ sư gật gật đầu. Trong lúc đang nói chuyện thì chỉ thấy Diệp Vấn Thiên ở bên cạnh biến sắc. Vệ sư, ngô hội trưởng, các ngươi nhìn. Thanh âm vừa dứt thì chỉ thấy ở trung tâm của hóa thanh chỉ trước mắt lại lắc lư kịch liệt một hồi, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Xì 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 xì. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, chân khí mà mọi người vừa mới rót vào ao nước lại giống như bị thôn phệ, biến mất hầu như không còn, hình như là đang cắn nuốt chân khí. Đúng là vậy, chân khí của ta cũng không thấy. Chân khí dùng để duy trì cân bằng, duy trì đại trận không sụp đổ, một khi bị thôn phệ hết. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mắt của tất cả thoáng cái đều trợn tròn. Đây là tình huống gì chứ? Nơi này trước kia không phải là địa phương dự trữ linh khí, có năng lực bao dung hay sao? Làm sao trong nháy mắt đã biến thành thôn phệ vậy? Ngô hội trưởng, ao nước cắn nuốt chân khí, ta sợ, không kiên trì được một canh giờ. Nuốt một ngụm nước bọt, vệ sư xoay đầu lại nói. Như vậy, có thể kiên trì được bao lâu? Ngô hội trưởng nhíu mày một cái. Nhiều nhất chỉ có 10 phút đồng hồ. Vệ sư tính toán thực lực của mọi người một chút rồi nói. 10 phút đồng hồ. Vẻ mặt nhăn nhó, ngô hội trưởng cắn răng nói. 10 phút đồng hồ cũng được, chỉ cần địa tâm hỏa ở phía dưới không sông lên thì sẽ an toàn, trong đoạn thời gian này ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ra phương pháp giải quyết, nếu thực sự không được. Vừa nói hắn vừa cúi đầu nhìn la bàn, đang tìm phương vị thì đột nhiên sắc mặt lần nữa run rẩy một cái. Thì thế nào? Vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy vệ sư và Diệp Vấn Thiên đang phàn nàn nhìn qua. Dường như, địa tâm hỏa đã xông tới. chương 1150, một cái giải hai. Trước mắt ngô hội trưởng tối sầm lại rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì chứ? Hắn mới vừa cảm thấy hóa thanh chỉ có thể bao dung linh khí, mọi người rót chân khí vào là có thể duy trì được một đoạn thời gian. Kết quả, chân khí bị thôn phệ, mới vừa nói xong chỉ cần địa tâm hỏa không đến thì cũng không tính là thất bại, ai ngờ địa hỏa đã dâng lên. Trời ơi, người không đùa chết ta người không bỏ qua hay sao? Âm âm, trong lúc buồn bực, địa hỏa tuôn tới ao nước, hóa thanh chỉ lần nữa sao động không dứt, một trưởng lão rốt cuộc không khống chế nổi mà phun ra một ngụm máu tươi bay ngược về phía sau trận kỳ trước mặt hắn răng rắc một tiếng rồi bị cắt thành hai đoạn hết rồi khuôn mặt tái đi ngô hội trưởng không nhịn được lui về phía sau hai bước không có linh khí duy trì trận pháp vốn không khống chế nổi hiện tại lại có địa tâm hỏa vọt lên có thể nói chuyện muốn ngăn cản núi lửa phun trào đã không có hy vọng gì nữa nhanh rời khỏi đây khoát tay áo ngô hội trưởng thất hồn lạc phách. Không ngăn chặn được núi lửa, như vậy chẳng khác nào toàn bộ huyễn vũ đế đô sẽ rơi vào tai nạn, vô số sinh mệnh sẽ bởi vì chuyện này mà chết đi. Thật sự không có biện pháp nào hay sao? Diệp vấn thiên cắn chặt răng. Không có, trừ phi. Nghĩ tới điều gì đó, ngô hội trưởng lập tức lắc đầu. Chỉ là chuyện này không thể nào làm được. Trừ phi cái gì? Diệp Vấn Thiên và vệ sư đồng thời nhìn qua. Ai? không có cách nào làm được. Vẻ mặt ngô hội trưởng rất mất tinh thần. Nói ta nghe một chút, có lẽ mọi người có thể cùng nhau nghĩ biện pháp. Vẻ mặt Diệp Vấn Thiên rất là sốt ruột. Địa tâm hỏa sông lên, mọi người đoán ngay cả ba phút cũng không kiên trì nổi. Nếu như có thể có phương pháp, cho dù là liều mạng liều một lần thì cũng không thể trơ mắt nhìn ức vạn sinh linh tử vong ở trước mắt bọn họ được. Thanh Tắc Sơn, Long Lân Hà và Địa Mạch, Trước đó mượn trận pháp duy trì sự cân bằng mới có thể duy trì sự ổn định nhiều năm như vậy, nhưng dù sao trận pháp cũng là do sức người bố trí, coi là ngoại lực. Nếu như có thể tìm được chỗ ba loại lực lượng giao hội, tiến hành dẫn dắt để cho bọn hắn tương sinh tương khắc, cho dù không cần trận pháp duy trì thì cũng có thể duy trì sự ổn định. Chỉ là thời gian nhất định không còn kịp nữa rồi. Hơn nữa, chỗ giao hội này liên quan tới cả ngọn núi, toàn bộ sông và toàn bộ địa mạch căn bản không phỏng đoán ra được. Mà một khi tính sai còn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến phản phệ cực lớn. Ngô hội trưởng nói, vệ sư và Diệp Vấn Thiên đồng thời im lặng. Hai người đã rõ ý tứ của hắn. Trước đó trận pháp ngăn chặn ba điểm lực lượng giao hội, hình thành thánh địa tu luyện. Thế nhưng trên thực tế chính là dùng trận pháp duy trì một điểm cân bằng mà thôi. Nếu như có thể tìm ra được điểm thăng bằng của ba cỗ lực lượng, để cho chúng tương sinh tương khắc, như vậy cũng có thể đưa đến hiệu quả như vậy. Chỉ là, lúc này còn tìm thế nào nữa chứ? Không nói tới việc thanh tắc sơn, Long Lân Hà đều trải dài mấy vạn cây số. Chỉ nói tới địa mạch ẩn sâu dưới đất, người vào không được, không thể nào dò xét được. Như vậy làm thế nào để biết độ lớn nhỏ, mạnh yếu chứ? Một khi phân tích có một điểm sai lầm, như vậy cũng không phải là tương sinh tương khắc, mà là lật úp. Đến lúc đó, tai nạn sẽ càng lớn hơn dấp TNHUF. Chuyện này rất giống như xếp chồng kim tệ vậy, chỉ cần lệch một chút thì sẽ dẫn đến sụp đổ. Mà cái gọi là điểm thăng bằng này thì căn bản không có khả năng khống chế. Huống chi, hiện tại bọn hắn cũng không có thời gian. Địa tâm hỏa tuôn ra, chân khí mọi người rót vào bị thôn phệ, trận kỳ cũng đã bị hủy đi. Chỗ này không cần 3 phút, chỉ sợ cũng sẽ biến thành phế tích, cái gì cũng không bảo tồn được. Nhanh bảo bọn hắn rời đi, càng xa càng tốt. Ngô hội trưởng vẫy tay. Vâng, hiểu rõ ý tứ của đối phương, biết lần này thực sự không có biện pháp nào khác, Diệp Vấn Thiên vội vàng phân phó. Dầm dầm, nghe thấy tiếng phân phó, thuần thú sự ở đây vẫy tay một cái, bảy, tám đầu linh thú phi hành bay thẳng tới bên này. Biết rõ nguy hiểm, cho nên vừa rồi hắn cũng đã sai người đi chuẩn bị. Mọi người nhanh lên lưng thú. Phân phó một tiếng, Diệp Vấn Thiên vội vàng gọi mọi người lại. Chỉ có điều, ly còn chưa dứt lời thì phía trước đã lần nữa trở nên kịch liệt ầm ầm lần này chấn động càng lớn ao nước giống như trong nháy mắt đã bị nhấc lên một cỗ hỏa diễm nóng bỏng như cự long rốt cuộc cũng không giữ nổi được nữa hỏa diễm từ phía dưới ao nước tùy thời có thể phun ra ngoài chúng ta cứ thế mà đi như vậy trương sư phải làm sao bây giờ nhìn thấy sắp bạo tạc hồng sư không nhịn được nói không còn kịp rồi đi mau Diệp Vấn Thiên giống to một tiếng. Âm âm, thanh âm còn chưa có dứt thì hỏa long ở phía dưới đã phóng lên tận trời, mọi người chỉ cảm thấy gió nóng đập vào mặt, toàn thân sắp bị đốt cháy tới mức khét lẹt. Đã chậm, đã không đi được nữa rồi. Vốn cho rằng còn có thể kiên trì được 3 phút, thế nhưng không nghĩ tới mọi người còn chưa kịp nhảy lên lưng thú thì ao nước đã triệt để nổ tung, Diệp Vấn Thiên cảm thấy trái tim co lại, nhắm mắt chờ đợi cái chết. Không đúng, các ngươi nhìn xem, tại sao bên trên hỏa diễm lại có thể có người được chứ? Chờ một chút, đồng thời cũng không có cảm thấy bản thân bị ngọn lửa thôn phệ. Trong lúc đang nghi ngờ thì đã nghe thấy trong đám người không biết ai hô lên một tiếng. Diệp Vấn Thiên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên hỏa long đang cuộn trào phun ra mãnh liệt có một bóng người đang đứng lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt như điện, lạnh lùng như băng. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy người này gỡ một cái giày xuống, lại tiện tay ném một cái kẹt kè kè. Hỏa Long lập tức huệ hoài, cuộc diện thanh tắc sơn, Long lân hà và địa mạch xung đột lẫn nhau. Lập tức trở nên cân bằng. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1150.